Mến chào các bạn khán thính giả của kênh youtube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Vị Hy sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện thú vị về một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng trúc mã thì rất phong lưu, còn thanh mai thì lại ưa sạch sẽ. Đôi oan gia này sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta cùng đến với câu chuyện này nhé. Trong công viên nhỏ yên tĩnh, trên băng ghế được quét sơn trắng, nằm đó một quyển tạp chí thương mại không biết bị ai vứt bỏ. Bỗng dưng, một trận gió chiều nhẹ thổi đến, từng trang tạp chí lật lên, phát ra tiếng lột soạt. Khi gió nhẹ vừa dứt, tạp chí cũng vừa vặn, dừng lại tại một bài phỏng vấn doanh nhân. Phóng viên hỏi, công ty Đông Hạo ăn nên làm ra tiên đồ sáng lạng, cổ phiếu tăng giá mạnh, đã là gà đẻ trứng vàng trong mắt các nhà đầu tư. Thiệu phó tổng tài có đề nghị gì với giới chơi cổ phiếu không? Thiệu Doãn Cương trả lời, cảm ơn đã khen ngợi, anh cũng đã nói chúng tôi là gà đẻ trứng vàng Nếu hiện tại tôi khiêm tốn Thì hóa ra anh nói sai sao Muốn mua cổ phiếu đầu tư tôi không phản đối Nhưng thị trường chứng khoán lên xuống thất thường Ai cũng không thể nắm rõ Tốt nhất là cẩn thận một chút Nhỡ không may quá trơn lỗ nặng Đến lúc đó đừng tới tìm tôi Tôi không chịu trách nhiệm đâu Phóng viên hỏi tiếp Thiệu phó tổng tài thật là khôi hài, căn cứ vào điều tra của tạp chí chúng tôi, Đông Hạo là công ty số 1 mà người tìm việc hướng đến, đối với chuyện này anh thấy sao thiệu doãn cương trả lời thật sự là vinh hạnh chỉ cần là người có tài công ty chúng tôi đều mở rộng cửa chào đón phóng viên hỏi cuối cùng bản thân tôi muốn thay mặt chị em độc giả hỏi anh một câu ngoài lề thiệu phó tổng tài anh không ngại chứ thiệu doãn cương đáp nghe anh nói vậy tôi lại thấy sợ đùa thôi anh cứ việc hỏi phóng viên hỏi tiếp vậy tôi không khách sáo thiệu phó tổng tài tuổi trẻ đẹp trai lại giàu có gia đình xanh giá rất được phái đẹp ưu ái bạn gái bên người cũng không thiếu hết người này tới người khác anh có tự nhận mình phong lưu không thiệu doãn cương cười nói tôi bị phán tội sao một người đàn ông nếu có được điều kiện giống tôi muốn anh ta không phong lưu quả thật khó hơn lên trời đương nhiên anh cả nhà tôi là trường hợp đặc biệt phóng viên hỏi tiếp như vậy anh tự nhận mình là người phong lưu sao Thiệu Giản Cương trả lời Tôi cho tới bây giờ cũng không phủ nhận Không phải sao Chỉ cần là đàn ông Ai không muốn nếm thử hết các vị son chứ Tôi bất quá chỉ là làm chuyện Mà đàn ông cả thế giới muốn làm mà thôi Vài rộng hông chắc Mông gọn Hai chân thẳng tắp Tầm mắt chậm rãi rời lên tới khuôn mặt Sau đó khẽ thở dài 65 điểm Khuôn mặt thật sự thất bại Cho dù thân hình không tệ Cũng chỉ có thể miễn cưỡng Cho điểm trên trung bình trong quán cà phê, một cô gái rất cá tính, tóc cắt ngắn, dáng người cao gầy, khuôn mặt khó phân biệt nam nữ, thảnh thơi ngồi trên ghế. Âm thầm soi mói anh chàng xa lạ vừa lướt qua bàn, sau đó bất đắc dĩ thấp giọng thở dài. Trời ạ, vì sao năm nay đàn ông dáng người tốt thì khuôn mặt lại kém, còn khuôn mặt hơi nhìn được một tí thì dáng người lại không được vậy. Thật sự không phải cô soi mói, cho điểm quá đắt, mà là... Nhìn không được lại thở dài một hơi, cô nhàm chán bắt đầu quan sát người đến, người đi trong quán cà phê. Sau đó, tầm mắt bị một cô gái có vẻ sành điệu hấp dẫn. Đùi ngọc, mông cong, eo thon nhỏ, ngực cao môi đỏ, mắt hạnh kiều, tóc mây gợn sóng da trăng sáng, trời sinh vư vật, đẹp yêu nhiêu. 80 điểm, không tệ. Hiếm khi có người đạt được điểm cao như vậy, nhịn không được nhìn thêm vài lần, thậm chí nhàm chán trong lòng còn làm thơ tán tưởng. Bộ dạng gợi cảm như vậy vừa đúng là kiểu con ngựa được kia yêu thích. Nghĩ đến tên súc sinh kia cô không khỏi mỉm cười nhưng ngay sau đó hai hàng lông mày rậm đầy anh khí nhăn lại. Con ngựa được kia là có chuyện gì vậy? Rõ ràng hẹn gặp cô ở đây lại chậm trễ không chịu xuất hiện bắt cô đợi hơn nửa giờ quả nhiên là khốn kiếp. Càng nghĩ càng thấy bực trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số rất ít khi liên lạc. Đợi hơn 10 lần vẫn không có người nghe máy Càng nhìn mày càng nhíu chặt Đang muốn cúp điện thoại thì Alo Âm thanh đàn ông thở gấp khàn khàn vang lên Làm cho cơn tức của cô càng dâng cao Lạnh lùng châm chọc Mặc kệ ông muốn xuất tinh sớm hay là liệt dương Tôi cảnh cáo ông Nửa giờ sau có mặt ở chỗ cũ Nếu chậm một phần giây bản tiểu thư lập tức đi luôn Bạn bè gì cũng dẹp hết Một hơi nói xong Cũng không thèm quan tâm phản ứng của đối phương Trực tiếp ngắt điện thoại Sắc mặt đen đi một nửa là tên kia nhất quyết hẹn cô ở đây Bây giờ lại đang lăn lộn trên người em nào Hoàn toàn ném cô ra sau đầu Có thể nhịn được sao Nhịn được sao Nghĩ là cô cả ngày nhàn rỗi Không có việc gì làm Đợi hắn hẹn gặp chắc Cô bể bộn nhiều việc có được không hả Một tuần thức khuya làm việc Rồi lại hy sinh giấc ngủ Dậy thật sớm đi gặp hắn Hắn nên cười trộm Cộng thêm dân hương cảm tạ ông trời mới đúng Còn dám cho cô leo cây Lãng phí thời gian quý báu của cô Đúng là khốn kiếp Bực bội mắc level rốt cuộc không còn tâm tình đi thưởng thức trai xinh gái đẹp, tùy tay chụp lấy tạp chí vừa mua ở sạp báo xem, cho qua nửa tiếng chờ đợi này. Nào biết thật khéo, vừa mở tạp chí ra, đập vào mắt là bản mặt đẹp trai nam tính của tên nào đó. Ngưng mắt nhìn lại, thì ra là trang phỏng vấn doanh nhân thành đạt. Bĩ môi, cô miễn cưỡng đọc, dù sao có cọt hơn không, lại thấy đoạn đối thoại của phóng viên cùng tên phó tổng tài về vấn đề phong lưu cuối bài. Cô rốt cuộc nhịn không được phỉ nhổ, đế tiện còn nếm hết các vị son nữa chứ nghĩ mình là cổ bạo ngọc sao thấp giọng mắng lập tức bỏ qua tạp chí thương mại cầm lên một quyển tuần san khác giết thời gian chừng hai mươi phút trôi qua cô cúi đầu nhìn đồng hồ được lắm còn có một phút nếu hắn không đến cũng đừng trách cô vô tình cười lạnh trong lòng tràn đầy chờ mong đang muốn bắt đầu đếm ngược bỗng dưng một đôi chân thon dài được bao phủ bởi quần xin hàng hiệu xuất hiện trong mắt cô Tuyệt đấy, hai chân thẳng tắp lại cường tráng, đàn ông chân như vậy rất khó tìm, thêm điểm. Tầm mắt nhẹ rời lên, mông săn chắc vừa gọn lại vẻnh cao, mùi vị quyến rũ tỏa ra bốn phía, khiến người khác nhìn khóc được muốn tấn công, thêm điểm. Gặp được hàng tốt, tâm tình cô cũng tốt lên, khóe miệng khẽ cười, tầm mắt lại nâng lên một chút. Lưng dài vai rộng, bụng không sẹo lồi, áo ôm body màu đen, đen thân hình săn chắc hoàn toàn phô bày ra, ẩn ẩn, còn có thể thấy hai khối cơ ngực, vai rộng vững chắc, tổng thể dáng người hình tam giác ngược, hiện ra đường cong đẹp đẽ mà bất kỳ gã đàn ông nào đi tập thể hình cũng mơ ước. Tuyệt tuyệt, thêm điểm. Liên tục tán thưởng, đáy lòng kích động không thôi. Cô lớn như vậy, trong số đàn ông đã nhìn qua cũng chỉ có một người có dáng chuẩn thế này. Không nghĩ tới hôm nay người thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện. Mau mau xem mặt mũi thế nào, không chừng anh trai này còn có thể phá kỷ lục 90 điểm hai tay nắm chặt, kích động, đem tầm mắt rời lên. Không điểm. Khi khuôn mặt đẹp trai tràn ngập mị lực nam tính, đập vào mắt, hai chữ như vậy thật to hiện lên trong đầu cô. Kích động đang dâng trào, bỗng nhiên bị dội một xô nước lạnh, uể oải gục xuống. Nam nhân bà, vẻ mặt đó của bà là sao? Nói rõ ràng cho tôi. Cành tay khỏe mạnh không chút nương tay kẹp cổ cô, thiệu doãn trông như một hung thần ác sát Tiện bại hoại, ông tắm rửa chưa đấy? Nếu chưa, đừng có mơ dùng cái tay vừa ôm gái đó mà chạm vào tôi. Chán ghét, đẩy cánh tay đang làm loạn trên cổ ra. Nhận được điện thoại của nam nhân bà, ông đây liền không màng tới người đẹp trong ngực. Chuyện đầu tiên là hướng thẳng tới nhà tắm. Thiếu chút nữa là không kịp thời gian bà đe dọa. Giờ có dám hỏi tôi tắm rửa chưa sao? Thiệu doãn buông tay, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô. Quen biết nhiều năm, hắn biết rõ cô ưa sạch sẽ, cực kỳ chán ghét hắn sau khi chạm vào phụ nữ, cho dù có lên giường hay không, rồi dùng một thân không sạch đến tìm cô. Cho nên mỗi lần hai người hẹn gặp, hắn sẽ theo thói quen tắm rửa trước rồi mới dám đến chỗ hẹn. Đi chết đi tiện bại hoại, là ông hẹn tôi trước mà, lại dám cho tôi leo cây, bây giờ oán giận cây búa ấy. Dưới bàn, cô bực bội đá hắn một cước, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Cô thật muốn đứng dậy ngửa mặt lên trời than thở, thương tiếc bản thân vì sao lại quen biết tên cặn bã này. Tuy nói trong mấy năm nay, hắn là kẻ đầu tiên từ khuôn mặt tới dáng người đều đạt tiêu chuẩn của cô, được những 90 điểm. Nhưng Phạm Hạnh cũng kém đến âm 90. Bùa qua đáp lại, vừa vạn thành không. Bất quá, tên không điểm này cũng còn có chút đầu óc, nhớ rõ kiên kỵ của cô. Hắn nếu dám dùng cái tay vừa ôm gái kia đụng đến cô, cô khẳng định sẽ không chút khách khí vặn gãy cánh tay hắn trước rồi nói gì thì nói nam nhân bà bà rốt cuộc có biết chữ dịu dàng viết như thế nào không sau khi oán giận châm chọc lập tức quay về phía nữ phục vụ tươi cười sáng lạng cho tôi một ly cà phê nhé cảm ơn vâng có nghe ạ được anh đẹp trai tặng cho nụ cười nữ phục vụ nhất thời hồn bay phách lạc thơ thẩn cười ngốc rời đi chắc chắn sẽ dùng toàn lực pha một ly cà phê vừa thơm vừa đặc Đợi nữ phục vụ đi khỏi Cô không chịu thua cười lạnh Tiện bại hoại Chờ một ngày ông quản được tiệm đệ đệ của ông Tôi liền biết được hai chữ dịu dàng viết như thế nào Đáng giận Tên này luôn miệng kêu nam nhân bà Nam nhân bà không ngừng Vậy cô liền gọi hắn tiện bại hoại Tiện bại hoại không ai thua ai Nghe vậy thiệu doãn cười ha ha Nam nhân bà Vậy phải đợi đến ngày tôi 90 tuổi mới hết dài Còn lâu lắm đây Tiện bại hoại ông yên tâm lấy tần suất ngày cũng làm đêm cũng làm của ông ngày đó khẳng định không còn xa đâu cười mỉa mai đáp lại một cú tào lao cười một tiếng biết nếu không sửa miệng cô sẽ tiếp tục kêu tiện bại hoại nghe thật sự không lọt tai Một miệng vẫn độc như cũ nhỉ đồ lan rốt cuộc gọi ra tên người ta nhưng lại cố ý phát âm không đúng đỗ lan lại phát âm giống đồ lạn nghĩa là thối nát này, cần tôi đây đưa đến lớp học phát âm không để gọi cho đúng? Đỗ Lan cũng chính là cô gái bị hắn gọi là nam nhân bà lúc này mắt tóe lửa, tàn bạo cười hỏi. Cuộc đời của cô hận nhất là người khác gọi tên mà gọi không đúng bởi vì phát âm sai một chút tên của cô sẽ trở nên rất khó nghe. Kỳ thật, đầu sỏ gây nên hẳn là ba mẹ cô lúc trước làm chi mà đặt cho cô cái tên dễ gọi làm như vậy. Hại cô từ nhỏ tới lớn bị chọc không biết bao nhiêu lần. Thiệu Doãn là người thông minh, chạm đến giới hạn lập tức quay đầu. Dù sao hắn cũng chỉ là đùa cô một chút mà thôi, không phải cố ý muốn chọc cô nổi giận, lập tức giơ tay đầu hàng. Vừa vạn lúc này, nữ phục vụ cũng đưa cà phê tới, hắn lại tặng cho nụ cười cùng với lời cảm ơn, nữ phục vụ lại phân khích đi vào. Thấy hắn biết điều, Đỗ Lan vừa làm cười, bắt đầu tính sổ. Ông cũng thật to gan, đã hẹn tôi lại cùng cô em nào lăn lộn, Ông nghĩ tôi giống thiên kim tiểu thư cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi chờ ông triệu kiến chắc. Cười mờ ám tràn ngập mị lực dụ hoặc. Không có cách nào, mấy em cần tôi an ủi, tôi cũng không thể không phong độ xoay người bỏ đi, đây là lịch sự mà. Lịch sự cái búa, chưa từng thấy đàn ông nào dâm loạn như hắn, chỉ cần là giới tính nữ, ai cũng ăn được. Thiệu công tử, vậy là ngài chịu khó ban ơn mưa móc cho chị em rồi muốn để tôi thấy mấy đóa hoa đẹp héo khô, sao tôi nhận tâm được chứ? Ngụ ý chính là tưới tắm cho trăm hoa là nhiệm vụ vĩ đại của thiệu nhị công tự hắn. Nực cười, ông là cái đồ ngân hàng tinh trùng di động. Rốt cuộc nhịn không được, cười nhạo phỉ nhổ. Tôi nói này Đỗ Lan, chỉ cần là đàn ông, ai cũng đều là một cái ngân hàng tinh trùng di động, được không? Không riêng gì mình tôi đâu. Vấn đề là ngân hàng của người ta khóa được, không giống ông, đi khắp nơi lưu lại nòng nọc trong người chị em mẹ nó con ngựa được này nơi nơi thác loạn còn không biết hối cải cô thấy thật xấu hổ khi quen biết hắn sai rồi sai rồi vươn ngón trỏ lắc lắc thiệu doãn cương cười đến thật sự xâm đãng nòng nọc của tôi tất cả đều bị nhốt trong áo mưa tuyệt đối không để cho chúng bơi lung tung dạo chơi trong chỗ tạo nên sinh bệnh thiêng liêng được công tác bảo hộ hắn làm rất tốt tuyệt không cho cô nào có ý xấu âm mưu bắt thiên tử nghe lệnh chư hầu Tên đàn ông này thật đê tiện, đã nói đến nước này, Đỗ Lan chỉ có một câu có thể tổng kết. Không tào lao với ông nữa, có chuyện gì nói mau, có dám mau thả, tìm tôi làm gì? Không có chuyện gì không lên điện tam bảo, cái tên không biết xấu hổ này, khẳng định có chuyện nhờ cô. Hai tuần nữa là sinh nhật tôi. Ông rốt cuộc cũng tiến đến mốc 30, chúc mừng. Khoanh tay liếc hắn, không thể tin được hắn vì lý do này mà hẹn cô ra. Trường mắt liếc lại cô Thiệu Doãn cũng tha cô xuống nước Đừng quên bà với tôi sinh cùng năm Nếu hắn đã lên hàng ba Cô cũng không kém nhiều lắm Ngại quá Bản thân tôi nhỏ hơn ông 6 tháng Hiện tại tính 29 tuổi thôi nhếch môi cười lạnh Đối với phụ nữ cho dù là hơn kém một ngày cũng tính Vậy thì sao Ông gọi tôi ra chỉ để tuyên bố sinh nhật vĩ đại của ông sắp đến sao Thực sự đủ nhàm chán Hắn làm phó tổng tài rất rảnh rỗi sao Đương nhiên không phải Nhấp một ngụm cà phê Thiệu dọn cương cười hát hát không ngừng Nhắc trước bà hai tuần Là muốn cho bà có thời gian chuẩn bị quà đấy Rất cảm ơn sự chú đáo của ông Đáng giận Cái tên này muốn có quà gì Rất nhiều em muốn đưa quà cho hắn Cố tình sinh nhật hàng năm đều đến đòi cô Khiến cho cô đã bận lại càng bận hơn Mỗi năm hắn dám mặt dài thế này Cũng tại cô mười mấy năm trước lỡ dại Giờ nghĩ đến liền hối hận ai bảo lúc trước đánh cuộc thua hắn, cho nên từ đó về sau hàng năm đều bị hắn đòi nợ. Năm nay tôi muốn tạo hình chiến sĩ đấy. Cười sang sảng, hắn rất mong chờ, không biết năm nay cô có ý tưởng gì mới. Đi chết đi, còn dám ra điều kiện. Thiếu chút nữa không nhịn được đá hắn một cước, đỗ lan oán hận chửi bậy. Năm nay không làm, bổn tiểu thư gần đây công việc rất bận rộn, không có thời gian. Nghe vậy, thiểu doãn cười ha ha, căn bản không để ý lời cô nói, trong lòng hắn biết rõ, cho dù bận rộn như thế nào, cô vẫn sẽ dành thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn. Bởi vì cô năm nào cũng nói không tặng, cuối cùng không phải vẫn đều tặng sao. Cho nên lời nói của nam nhân bà này đôi khi không nên tin tưởng. Khôn kiếp, hắn chính là hiểu rõ cô. Xem miệng hắn cười mở to ha ha, Đỗ Lan thật muốn đem một mâm bánh bao tặng vào. Tới nói này Đỗ Lan, chúng ta quen biết từ trung học đến giờ cũng đã mười mấy năm rồi, Thiệu Doãn đột nhiên nghĩ đến điều gì Hưng Trí bừng bừng đặt câu hỏi Bà cũng đến mốc 30 đáng cảnh báo rồi Tôi hình như chưa từng thấy bà quen bạn trai Dừng lại Hắn lại đột nhiên ác liệt bắn ra châm độc Bất quá bà ấy như vậy Tôi cũng không ngạc nhiên Đừng nói bà không có dịu dàng hiền thục Phong tình vạn chủng con gái nên có Chỉ riêng cái sân bay trước ngực thôi Cũng khiến cho đàn ông ngán ngẩm rồi Tên tiện bại hoại này Thật đáng đánh đòn Lạnh lùng nhìn như muốn chọc trên ngực hắn hai lỗ Đỗ Lan hắc hắc cười giả dối. Tình trạng quan hệ cùng dáng người của bổn tiểu thư không dám phiền ngài quan tâm. Thiệu công tử trước tiên nên lo ngài làm việc quá độ, không khéo, tinh tẫn nhân vong. Nam nhân bà, bạn bè với nhau, bà lại chưa bị tuổi qua. Sao biết rõ bổn tiểu gia còn ai hết chứ? Đừng nguyên rủa lung tung đấy. Thiệu Doãn vừa cười vừa kháng nghị. Tiện bại hoại, bạn bè với nhau, trước ngực bổn tiểu thư có phải sân bay hay không? Ông không có vinh hạnh thấy tận mắt, càng không có tư cách bình luận nở nụ cười nham hiểm, đỗ lan nhanh mồm nhanh miệng đá lại. Lại phải giơ tay đầu hàng, thiệu doãn thật sự rất tán thưởng cô nàng bạn học này. Kỳ thật, bề ngoài cô không kém, vóc dáng thanh mảnh, bộ ngực một mảnh bằng phẳng, xứng với khuôn mặt cá tính, khó phân nam nữ, cực kỳ giống mỹ thiếu niên khó phân giới tính trong truyện tranh. Đi trên đường thật sự rất đẹp, còn hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy em trẻ tuổi. Nếu cô là nam khẳng định rất nổi xanh, đáng tiếc, chỗ giới tính trên giấy chứng minh rõ ràng ghi một chữ nữ to tướng dáng vẻ không rõ nam nữ của cô lại càng gây phiền toái đi đến shop quần áo nữ còn bị cô gái bán hàng ngọt ngào cười hỏi chào anh anh mua quần áo cho bạn gái sao hiểu lầm đến giờ đã nhiều không kể xiết nhiều đến nỗi cô cũng lười đi giải thích chỉ là bạn bè cùng cô đi dạo phố thường cười đến đau bụng vì cô nhỏ một giọt nước mắt thương cảm bất quá thiệu doãn hắn không có dư giả lòng thương người để phân phát như vậy lấy trêu chọc cô làm trò vui, độc mồm độc miệng đâm chọt đã thành cách xả stress của riêng hắn. Một tháng ít nhất phải tìm cô đấu võ mồm hai ba lần mới cảm thấy tinh thần thoải mái. Sau đó cả người tràn đầy năng lượng lại bắt đầu lao vào khiêu chiến công việc. Tên này thật sự quá nhàm chán. Biết hắn chẳng qua là quen miệng, đâm chọt cô mấy câu mà thôi. Đố Lan đã sớm bơ rồi, chân lại đá hắn một cái. Thiệu công tử, ông hẹn tôi ra chỉ để đòi quà sinh nhật thôi hả? À? Ông rảnh rỗi lắm phải không? thế giới này còn có một thứ gọi là điện thoại đấy đừng nói tôi ông không biết công dụng của nó khốn kiếp chỉ vì chuyện nhỏ như hạt đậu xanh này mà dám lãng phí thời gian quý giá của cô muốn chết đây mà nói qua điện thoại làm sao thú vị bằng mặt đối mặt đầu võ mồm như vậy chứ thiệu doãn đắc ý cười thầm tôi giải ngay không bà có thể đi hỏi cấp dưới của tôi bọn họ rõ ràng nhất Nam nhân bà thật sự không biết tốt xấu, bao nhiêu người muốn gặp mặt hắn một lần, hắn cũng không rảnh thu xếp công việc để mà gặp, cô lại còn chê phiền. Hỏi mấy em của ông chắc là rõ ràng hơn. Cười mỉa đáp lại, cô cho rằng đem tần suất thác loạn gái gú của hắn ra mà nói càng có sức thuyết phục hơn. Đối với châm chọc của cô, thiệu doãn không những không để bụng, thậm chí còn càn rỡ cười ha ha. Tiếng cười hùng hậu dễ nghe nhất thời vang vọng trong quán cà phê, đưa tới ánh mắt chú ý của mọi người. Mà khi mấy cô gái thấy tiếng cười như vậy Phát ra từ một người tràn ngập mị lực nam tính Cặp mắt lại dán chặt không chịu rời đi Thật sự là rêu rao Đỗ Lan âm thầm khinh bỉ Hướng mắt nhìn xung quanh một vòng Biết có không ít người đang trộm sò xét Thậm chí ngay cả cô em xinh đẹp được chấm 80 điểm Cũng quăng đến một cái nhìn quyến rũ Hẳn là đã nhìn trúng gã đàn ông bên ngoài Tô bảng nạm ngọc Còn bên trong thì thối giữa này Tiện bại bại Ông tiếp tục ở chỗ này làm xấu mặt đi không muốn bị án liên lụy hạ thấp giá trị bản thân đỗ lan dứt khoát đứng dậy bữa nay cho ông mời bản tiểu thư đi trước dứt lời người đã nhanh chóng đi đến cửa kính biến mất trong đám đông trên đường nhìn theo bóng dáng cô rời đi thiệu doãn mỉm cười tiếp tục uống cà phê không bao lâu cô em tám mươi điểm nhích lại gần xin chào xin hỏi có thể giúp tôi làm bản điều tra được không đương nhiên nhìn khuôn mặt đang cười của cô em xinh đẹp thiệu doãn cương cười khẽ gật đầu Cách tiếp cận cũ rích, bất quá mỹ nhân chủ động dâng lên tới cửa, hẳn sao nỡ từ chối chứ, tối nay hẳn là sẽ không tịch mịch. Đêm thanh vắng lặng, trăng sáng trên cao, trong một nhà trọ, đồng sách tham khảo cùng đất nặn thủ công bày bừa trong phòng, mà cô nàng nào đó mặc áo ngủ đang ngay ngắn ngồi trước máy tính, tập trung di chuột sửa chữa tạo hình cho nhân vật trên màn hình. Đúng vậy, nghề nghiệp của cô, Đỗ Lan chính là vẽ, thiết kế các nhân vật trong trò chơi cho các công ty game bất quá cô cũng không làm việc cho riêng công ty nào mà là chính mình tiếp nhận đơn đặt hàng về nhà làm ban đầu chỉ là làm cộng tác viên cho các công ty qua internet hợp ý là nhận là một thời gian cũng có chút danh tiếng trừ bỏ mấy công ty hợp tác cố định ra còn qua lời chuyển miệng của đồng nghiệp không ít đơn đặt hàng tự động tìm tới cửa cho nên cô bây giờ công việc ngập đầu có khi bị các công ty game hối thúc còn phải thức đêm liên tục để đẩy nhanh tốc độ cũng bởi nghề nghiệp như vậy đã tạo cho cô sở thích quan sát mọi người, nhất là nam thanh nữ tú. Cô lại càng phải nhìn xem từ đầu đến chân, ghi nhớ đặc điểm, để sau này tạo hình nhân vật có thể lấy ra làm mẫu. Tay phải rất nhanh thao tác chuột, tay trái thuần thục trên bàn phím nhập thông số. Vòng một của mỹ nữ cổ trang, quần áo mỏng tang, sóng mắt xuân tình trên màn hình, nháy mắt từ cúp B thăng đến cúp D. So với quảng cáo các trung tâm chỉnh sửa sắc đẹp hay phẫu thuật thẩm mỹ ngoài đường còn lợi hại hơn. Thật sự là rất hoàn mỹ Cảm ơn cô em 80 điểm đã cho chị linh cảm Nhìn chằm chằm mỹ nữ quyến rũ Một tay mình tạo ra Đỗ Lan khóe miệng nhách lên Bất quá nghĩ đến cô em 80 điểm Tự nhiên cũng nghĩ đến cái tên bại hoại kia Không biết cô em 80 điểm Cuối cùng có quân lấy cái tên tiện bại hoại kia không Lúc cô rời khỏi quán cà phê Cô em đã không ngừng liếc mắt Hẳn là sẽ chủ động đưa tới nếu lấy trình độ hiểu biết của cô đối với tên ngựa giống kia, tối nay lại có một đóa hoa bị án hưởng dụng. Không đến nửa tháng sau, trên đời lại nhiều thêm một cô gái vì thất tình mà khóc suốt mướt. Tiện bại hoại, thật sự là nghiệp chướng lại thiếu đạo đức. than thở âm thầm vì cô em 80 điểm cầu nguyện, cô không tự giác rút từ trên giá xuống một quyển album đã ố vàng, chậm rãi mở ra. Đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt thiếu niên thần thái sáng lạng, tươi cười rạng rỡ trong ảnh chụp thiếu niên cao lớn vui vẻ cười to cánh tay khỏe mạnh đang câu cổ một bạn học mặt nhăn mày nhíu rất khó phân biệt là trai hay gái nhìn vẻ mặt nhăn nhó của chính mình trong ảnh chụp đỗ lan không khỏi nở nụ cười thật xấu mình lúc đó sao lại có sắc mặt khó coi như vậy nhỉ còn chụp ảnh giữ lại nữa chứ quả thật không dám tin bật cười ngón tay thon dài của cô tiếp tục lật một trang lại một trang đại đa số ảnh chụp bên trong đều là cô chụp cùng tiện bại hoại trong số ít ảnh chụp tập thể hai người bọn họ cũng dính vào một chỗ thật sự là phát hiện đáng sợ nhìn ảnh chụp trong album đỗ lan quả thực không dám tin hôi nhỏ sau khi kinh ngạc cô nhanh chóng đen album coi hết một lượt sau đó mới phát hiện trừ bỏ ảnh cô cùng mấy bạn nữ chụp chung hắn chưa từng xuất hiện còn mỗi bức ảnh khác đều có bóng dáng tiện bại hoại ông trời ạ à, cô từ khi nào cùng tên ngựa giống phẩm hạnh kém kia tình cảm tốt như vậy chứ chính cô cũng không rõ hoảng sợ nhìn chằm chằm album, cô bắt đầu vắt óc nhớ lại. Trường trung học ngày khai giảng, Đỗ Lan không vui ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bạn học cả nam lẫn nữ đang cười nói sôi nổi. Chủ đề nói chuyện phiếm tất cả đều xoay quanh hai chữ thượng lưu, cô thật sự không tiêu hóa được. Đúng vậy, chính là không thích hợp. Có học sinh bình thường nào, vừa từ cấp 2 lên tới cấp 3 lại đi nói chuyện mấy chính sách song phương, xu thế kinh tế hoặc là hội nhập thế giới nhưng học sinh trường này chính là như vậy, thậm chí ngay cả chủ đề thể thao bình thường nhất cũng là nói tới gôn. Cô thực sự là khóc không ra nước mắt. Cô chỉ là một người cực kỳ bình thường thôi, thật sự không thích hợp để đến chỗ chỉ toàn nhân tài chính trị kinh tế, con nhà danh giá như thế này học đâu. Ba năm cấp 2, mê truyện tranh, không lo nên không đậu vào trường cấp 3 công lập, cô biết lỗi rồi. Nhưng ba cũng không cần trừng phạt cô như vậy chứ, đưa cô đến cái trường học quái dị này chịu khổ. Đỗ Lan vẻ mặt bi phẫn, nhớ lại lúc cha mẹ nhận được phiếu báo điểm từ người đưa thư, vẻ mặt kinh ngạc như vậy, khi đó cô hẳn là nên chuẩn bị trước. Thế nhưng lúc đó vừa thoát khỏi thi cử, mừng như điên, chào đón cuộc sống nghỉ hè, cô liền đâm đầu vào thế giới truyện tranh, làm sao để ý được nhiều như vậy. Cho nên báo ứng cuối cùng là ba bắt cô đến trường mà bạn trí cốt từ thuở cởi chuồng tắm mưa của ba là người sáng lập kiêm quản lý kiêm hiệu trưởng cũng là cái trường học quý tộc này, trường trung học Thanh Anh, nhập học. Bà cô lúc đó hẳn là suy nghĩ, đã không đậu vào trường công, nếu phải đến mấy cái trường tư kia, không bằng đến trường của người anh em kết nghĩa của ông ấy, nhờ coi chừng dùm. Không thể tưởng tượng được, anh em kết nghĩa của ba cũng thật quá nghĩa khí, không chỉ đồng ý nhận cô, còn không thu học phí vốn đắt kinh người cho cô học không. Bác Trần, quản lý Trần, hiệu trưởng Trần, bác có nghĩa khí như vậy làm gì cơ chứ? Tại chỗ ngồi, Đỗ Lan không để ý tiếng nói chuyện ở Mỹ xung quanh, cũng không nhìn thấy giáo viên đã vào lớp. Cô chìm vào thế giới đau thương của chính mình. Lần đầu tiên trong đời thống hận người, có tình có nghĩa như vậy. Chào các em, hôm nay là ngày học đầu tiên, chắc hẳn mọi người còn chưa biết nhau. Như vậy xin mời từng em lên đây giới thiệu bản thân. Bây giờ xin mời em đầu tiên. Tiếng nói thanh thúy vang dội của cô giáo làm Đỗ Lan bừng tỉnh. Khi cô nhìn thấy các bạn lần lượt từng người lên bục giới thiệu bản thân, mây đen trong lòng cô lại càng u ám. Cô không muốn lên tự giới thiệu, kinh nghiệm xương máu ở cấp 1 cấp 2, cô không muốn trải qua lần nữa. Nhưng mà trời không chiều lòng người, cho dù cô không muốn thế nào đi nữa, khi người ngồi trước cô về chỗ trong tiếng vỗ tay, kế tiếp đúng là đến lượt cô. "Được, xin mời em tiếp theo." Cô giáo mỉm cười, cổ vũ cô còn đang ngồi tại chỗ trong ánh mắt chăm chú của mọi người cô bất đắc dĩ đành phải lết lên bục giảng nhìn một vòng quanh lớp học hít thật sâu một hơi rồi lớn tiếng nói mình tên đỗ lan liếc mắt nhìn xung quanh quả nhiên không ít người đang cười trộm không sao học sinh trong trường quý tộc có khác cho dù có biết cũng không cười ra mặt không giống mấy lớp trước đây của cô bạn học không được phong độ như vậy đỗ lan thoáng an tâm đang muốn nói tiếp thì bỗng phì một tiếng, có người rốt cuộc nhịn không nổi, không chút khách khí, cười điên cuồng. Đồ Lan, cái tên này thật sự là hay quá. Có người khơi màu, những học sinh còn đang cố gắng giữ vững phong độ, lúc này cũng không khách khí bật cười theo. Trong chốc lát, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười lớn. Ác mộng lại tái hiện. Đỗ Lan đỏ bừng mặt, cảm thấy chính mình trong nháy mắt như bị tống vào 18 tầng địa ngục. đâu rồi nào, các em yên lặng một chút để bạn Đỗ nói hết. Cô giáo vội vàng ngăn lại Cũng nhịn không được để lộ ý cười trong lời nói Khó khăn đợi đến khi tiếng cười rứt hẳn Cắm mắt sắc bén của Đỗ Lan hung hăng Bắn về phía tên đầu sỏ vừa cười lớn khi nãy Một đứa con trai để tóc khúi cua Được lắm, kết thù từ bây giờ Cũng không biết là oan gia ngõ hẹp hay sao Đỗ Lan nhờ sự kiện tên gọi trong ngày khai giảng Mà để lại ấn tượng khó phai đối với các bạn học Lúc bầu ban cán sự lớp Cô được nhiều phiếu đề cử làm lớp trưởng nhất mà lớp phó lại là kẻ đầu sỏ cười nhạo tên cô, Thiệu Doãn. Đại khái là do ấn tượng ban đầu xấu đến cực điểm, Đỗ Lan nhìn sao cũng thấy Thiệu Doãn không vừa mắt. Suốt một tuần sau khai giảng, cô trốn được liền trốn. Nếu bác đắc dĩ trốn không được, cô cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã. Hôm nay, giờ tự học bắt đầu, cô như thường lệ, từ trong túi sách rút ra một quyển chuyển tranh. Nói đến chuyện này, cô vô cùng cảm ơn người đã lập ra nội quy của trường, Giáo viên chưa bao giờ tịch thu sách ngoài chương trình học của học sinh, cho nên cô mới có thể công khai như vậy. Không thể so sánh với hành vi lén lút trong quá khứ, cô lần đầu tiên cảm thấy thật ra vào học trường này cũng không tệ lắm. Lana, cho mình xem với. Bạn nữ ngồi bên cạnh thấy cô lôi ra truyện tranh liền hỏi. Tự lấy đi. Hoàn toàn không rời mắt, bảo cô ấy tự tìm trong túi sách của cô. Mình cũng muốn, mình nữa. Mấy nữ sinh ngồi gần thấy cô có chuyện tranh mới Lập tức bu lại Chí chóe cười giỡn Bị làm phiền chịu không nổi Đỗ Lan bèn đem chuyện trong túi sách Toàn bộ đổ ra bày lên bàn Muốn xem tự mình lấy đi Đừng làm phiền đến mình Tuyên cáo xong lại tiếp tục đặt chú ý vào chuyện tranh Lan à Trong cặp sách của cậu toàn là chuyện tranh Người nào đó thấy trong túi cô Hoàn toàn đã trồng sỗng Cũng không thấy một quyển sách giáo khoa nào Nhịn không được cười hỏi Muốn xem thì mượn đừng nói nhảm nữa liếc một cái đỗ lan lười nhắc nhở nếu cô không đem theo nhiêu đó chuyện chỉ sợ mấy cô nàng này lại kêu la kháng nghị với cô mọi người nghe vậy lập tức nhanh nhẹn giành giật quả thực so với mấy bà thím mua đồ giảm giá ở siêu thị còn ác liệt hơn đỗ lan thấy vậy không khỏi cười thầm trong lòng hôm khai giảng cô còn nghĩ mấy cô nàng con nhà giàu khí chất ưu nhã nhìn cao không với tới này sẽ khó nói chuyện lắm kết quả thì sao nào Hôm sau cô mang truyện tranh đến lớp học cho đỡ chán. Cô tiểu thư đầu tiên chủ động nhích lại gần, tò mò nhìn xem cô đọc cái gì mà tập trung đến thế, rồi hỏi mượn cô một quyển về chỗ xem thử. Suốt ngày hôm đó, quyển truyện từ tay cô nàng đã truyền khắp lớp. Đến ngày thứ ba, hơn một nửa nữ sinh trong lớp sau giờ học liền chạy đến chỗ cô, hỏi cô có mang theo chuyện nữa không. Thế là cô tự nhiên đem chuyện trong túi sách lấy ra. Bây giờ bạn bè vui vẻ chơi với nhau, tình cảm nhanh chóng phát triển, cả đám lúc nào cũng tụ lại một chỗ. Bởi vậy mới nói, ai bảo đọc truyện tranh vô bổ, nó là công cụ tốt nhất giúp thúc đẩy tình cảm bạn bè. Cười trộm một tiếng, Đỗ Lan lại đem tâm trí đặt vào quyển truyện đang cầm trong tay. Chỉ thấy mấy tiểu thư con nhà giàu bình thường tao nhã xuất chúng, bây giờ hoặc ngồi hoặc đứng xung quanh cô, cắm đầu vào truyện tranh, mỗi người đều đắm chìm trong tình yêu lãng mạn, trên mặt hiện lên sắc thái mơ mộng nếu để người không biết rõ nhìn thấy chắc sẽ ngạc nhiên đến mắt chữ O mồm chữ A trái ngược với cảnh tượng im lặng trong phòng ngoài sân một nhóm nam sinh tụ tập đùa dỡ nở Mỹ thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh đá bóng đi thôi sao tiết tự học chính là tiết thể dục còn ở trong lớp làm gì lớn tiếng hét với nhóm bạn thiệu doãn tràn đầy năng lượng ôm bóng rổ chạy ra khỏi lớp thẳng đến sân bóng rổ cách đó không xa không bao lâu nghe thấy tiếng cười sang sảng từ sân bóng rổ truyền đến. Nhóm nữ sinh vốn đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Đẹp trai quá. Bạn A nhịn không được tán thưởng. Đúng vậy. Bạn B hai mắt lóe sáng không chút do dự gật đầu phụ họa. Nghe nói có nhiều nữ sinh thầm mến cậu ấy lắm. Bạn C cung cấp một chút tin tức. Chuyện này ai cũng biết rồi. Bạn D phản bác, quay lại hỏi người vẫn còn vùi đầu trong quyện chuyện chưa lên tiếng lan cậu không thấy bạn thiệu giống mấy nam chính trong chuyện sao giống chỗ nào lười biếng hỏi lại ánh mắt cũng không rời khỏi quyện truyện tranh trong tay cậu nhìn một chút xem này nói xong xoay gương mặt đầy cá tính của cô về hướng sân bóng sổ cậu không thấy cậu ta vừa đẹp trai cá tính hào phóng trong nhà lại có tiền sao căn bản giống y như nam chính từ trong chuyện bước ra ngoài đời thực còn gì chị gái này đau quá Chụp lấy bàn tay tàn bạo của cô bạn, Đỗ Lan nhìn Thiệu Doãn tỏa sáng như ánh mặt trời trong đám nam sinh đang chơi bóng dưới nắng, nhịn không được bĩu môi cười lạnh. Giống chỗ nào chứ? Người kia phẩm hạnh kèm tới cực điểm, lại nói có thể vào được trường này, ai không phải là nhà giàu nào? Bản thân cô trừ ra không tính. Lan à, cậu không cần vì người ta cười nhạo tên cậu hôm khai giảng liền ghi hận đến giờ được không? Bạn A nhịn không được, bênh vực thần tượng trong lòng, tiếp theo lại bổ sung một câu, Học sinh có thể vào được trung học Thanh Anh, gia thế quả thật không kém, nhưng đẳng cấp nhà chúng ta không thể so sánh với bạn Thiệu đâu. Ba cậu ta là tổng giám đốc công ty Đông Hạo đấy. Nói thực ra trong số bọn họ, không ít người có cha mẹ đang là nhân viên cấp cao trong công ty ấy đâu. Đông Hạo sao? Là công ty tiếng tăm lừng lẫy, người người muốn vào sao? Đỗ Lan sáng tỏ gật đầu một cái. Thì ra là công tử nhà giàu, khẳng định từ nhỏ đã được sủng đến tận trời, khó trách tính tình tệ đến vậy ngại quá, mình đây lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, đúng là thích thù dai. Giả cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Trời ạ, à, chị em đồng loạt than thở, khinh bỉ cô, đề tài tám chuyện lại về trên người thần tượng, ngay ngày học đầu tiên đã khiến người người ái mộ. Thiệu ra bọn họ thật sự là hai nhân tài trong một nhà, hai anh em đều xuất sắc như vậy. Bạn bê trong mắt hiện lên sắc thái mơ mộng. Cái gì mà hai nhân tài một nhà chứ, mình ở nhà cũng được lắm mà. Đỗ Lan không rõ tình hình Châm chọc diễu cợt Cậu đừng nói tào lao được không Có người kháng nghị trừng mắt liếc cô một cái Người ta nói không chỉ là bạn thiệu xuất sắc Anh trai cậu ta cũng rất lợi hại Nghe nói không ít chị lớp trên đều thầm mến anh ta Họ thiệu có anh trai à Không phải cũng khốn kiếp giống hắn chứ Sao cậu không biết à Bạn C ngạc nhiên Giống như đang nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh Hội trưởng hội học sinh nhã nhặn ôn hòa của chúng ta Chính là anh trai cậu ấy đấy Nhập học một tuần, đây là chuyện toàn trường đều sớm biết, không nghĩ tới vẫn còn có người chưa theo kịp thời đại. Nghe vậy, Đỗ Lan thiếu chút nữa bị dọa. Cậu nói là hội trưởng nhã nhặn thân thiết hay cười kia sao? Không thể nào, cô thân là lớp trưởng, từng giống mọi người giơ ngón cái lên khen hội trưởng hồi học sinh dễ gần, tuyệt đối không tin tưởng anh là anh trai của tên khốn kia. Ồ, thì ra cậu thực sự không biết à? Thấy cô khiếp sợ như vậy, bạn sẽ hỏi lại. Chẳng lẽ cậu không để ý, tên bọn họ chỉ khác nhau một chữ thôi sao? Mình đi nhớ tên hội trưởng hội học sinh làm gì? Đỗ Lan gầm rú, bắt gặp ánh mắt phản đối của chúng nữ sinh, đành phải đổi giọng than thở. Cũng không phải bạn bè gì của mình, đi nhớ nhiều như vậy làm gì chứ? Tố xấu gì cậu cũng là lớp trưởng, hay tiếp xúc với hội học sinh, cậu làm ơn nhớ kỹ một chút được không? Được rồi được rồi. Bị bao nhiêu ánh mắt chỉ trích trừng đến trột dạ, cô đành trả lời cho có lệ, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. Rõ ràng huyết thống giống nhau, sao phẩm hạnh lại tranh lệch đến như vậy chứ? Mặc kệ đám bạn đang oán giận, bạn A vẫn mang vẻ mặt mơ màng, tràn ngập thần sắc yêu thích ngưỡng mộ. Vẫn là lan sướng nhất, cậu và bạn Thiệu đều nằm trong ban cán sự, cơ hội tiếp xúc nhiều nhất, không như tụi mình còn phải tìm cậu ấy bắt chuyện. Đúng vậy, sướng thật đấy. Thật hâm mộ, người ta cũng muốn, này, mọi người có thấy là bạn học thiệu giống như nam chính tỏa sáng trong chuyện mà Lan lại giống Mỹ thiếu niên tuấn giật hay theo bên cạnh nam chính hay không? Cô nàng nào đó nhìn bìa chuyện trong tay đột nhiên quăng xuống một câu như vậy. Ồ, oh, cậu nói mới thấy, thật là có chút giống. Chỉ một lúc, đám con gái đang mơ mộng lại trở nên ồn ào, cười giỡn không ngớt. Cái gì mà Mỹ thiếu niên tuấn giật chứ? Cho dù diện mạo cùng dáng người giống y như thiếu niên 15-16 tuổi nhưng cô đúng là nữ được không? Đỗ Lan mắt lạnh nhìn mọi người đang loạn cào cào đột nhiên cảm thấy thật vô lực Thôi quên đi, vẫn là đọc truyện tranh là tốt nhất Những giọt nước bay trong ánh nắng khúc giả hiện lên cầu bồng nhỏ xinh đẹp Thiếu niên, mồ hôi, ánh mặt trời là tổ hợp cảnh đẹp ý vui đến mức nào Một nhóm mấy cô nàng chuẩn bị sẵn khăn mặt đứng chờ tại một bên hiện trường chỉ hận không thể lại gần chiêm ngưỡng Bỗng một tiếng hét kinh thiên địa khiếp quỷ thần bất chợt vang lên phá hủy hình ảnh tươi đẹp làm sao vậy? Thiệu Doãn đang đứng tại vòi nước, hất đầu mạnh một cái, vọt nước bẩy ra, cầu vồng lại tái hiện. Nhưng một tiếng thét chói tai dọa người khác lại vang lên, khiến hắn mày rậm nhíu chặt, quay đầu tìm ra nơi phát ra tiếng hét ma quỷ. Lại thấy mấy cô nàng vì chứng minh chính mình không phải là người không có khí chất mà hét lên như vậy, đều né sang một bên. Trong chốc lát, Đỗ Lan đang bi phẫn trừng cây kem trong tay đứng cạnh đội quân tóc dài xuất hiện. Cô, sao lại xui như vậy chứ? tiền tiêu vặt có hạn, toàn bộ đều dùng để thuê truyện tranh, chỉ để lại một phần chi tiêu xa xỉ mua kem, một tuần hưởng thụ có một lần, ai ngờ liếm chưa được hai cái đã đi bụi rồi. Cô phạm phải tội ác tày trời gì sao, ông trời lại muốn trừng phạt cô như vậy? Đỗ Lan khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn cây kem đã dính nước, lần đầu nước văng trúng, cô còn có thể tự an ủi rằng chỉ dính một chút gạt đi là được, nhưng lần thứ hai lại đến vừa nhanh vừa mạnh hơn, cho dù muốn trốn tránh đến mức nào đi nữa, Cô cũng không thể làm như không thấy nước bẩn từ đâu văng lại văng đầy cây kem. Khốn nạn là kẻ ngu ngốc nào phá hỏng hưởng thụ xa xỉ mỗi tuần một lần của cô, mau ra đây nộp mạng. Mang sát khí cực kỳ bi phẫn, Đỗ Lan thể không tìm ra thủ phạm thì không phải là người, lập tức quay đầu, nhìn thấy người hai bên né ra thành một đường, mà ngay trên con đường đó là một cặp mắt chứa ý cười hứng thú quen thuộc. Thì ra tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi là cô phát ra. Thiệu Doãn thú vị nở nụ cười. Là bà, bạn học Đỗ Lan. Thật rõ ràng hai chữ Đỗ Lan cũng không phát âm chính xác. Không có cách nào, ai bảo cô vẫn chưa cho hắn sắc mặt hòa nhã. Rõ ràng hắn ở lớp học, nhân duyên vô cùng tốt, bạn học cả nam lẫn nữ đều tranh nhau tiếp cận hắn. Chỉ có bạn học đỗ này là ngoại lệ. Gặp cô, cô tất sẽ hé ra mặt thối cùng với một đôi mắt khinh thường, mà hắn lại khinh thường ai đối với hắn mặt thối, cho nên đành phải trêu chọc cô báo thù. Là hắn, cái tên cùng cô kết thù. Bốn lửa giận chỉ là cháy âm ỉ mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy hắn, cô rốt cuộc không thể kiềm chế. Núi lửa kiềm nén đã một tuần, trong nháy mắt vôn trào. Họ thiệu, tôi giết cả nhà ông, thế quái nào mà ông luôn kiếm chuyện với tôi vậy? Cơn lốc giận dữ, không để ý trước mặt bàn dân thiên hạ, bùng nổ ngay tại hiện trường. Tôi lại làm gì nào? Tự dưng bị phán tội, thiệu doãn cực kỳ khinh thường hỏi lại trừ bỏ ngày khai giảng nghe thấy tên cô, nhịn không được cười ra tiếng, hắn thật sự nghĩ không ra chính mình còn chọc đến cô ở chỗ nào. Ông làm gì hả? Đỗ Lan tức giận đến đánh mất lý trí, một tay quăng cây kem vào khuôn mặt đang cười của hắn. Mẹ nó, ông là bẩn kem của tôi. Cũng may Thiệu Doãn tỉnh táo, hơn nữa phản xạ không chậm, trong nháy mắt thấy cô hành động, nhanh chóng nghiêng người tránh khỏi vận mệnh bị đánh lén. Bạn học Đỗ Lan, quân tử động khẩu không động thủ thấy cây kem bị ném trên đất đã nhìn không ra hình dạng ban đầu, Thiệu Doãn nhíu mày cảnh cáo. "Đi chết đi, tôi đây là nữ, cùng với quân tử một chút cũng không liên quan." Đánh lén không thành công khiến cô lại càng không cam lòng. "À." Nghe vậy, hắn phát ra một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hai mắt nhìn trước ngực phẳng lì của cô. "Bà không nói, tôi còn không biết thì ra bà là giới nữ, bạn học, nên ăn nhiều đồ bổ một chút, vậy mới lớn lên được nha." Khốn nạn, hắn đang nhìn cái gì vậy? Đỗ Lan theo bản năng hai tay ôm ngực, mặt đỏ hồng, không chịu thua kém, học theo động tác của hắn. Đôi mắt nhìn xuống phía dưới của hắn châm chọc. Bạn nào à, ông có vẻ cũng chưa phát dục, về kê người nhà hâm vai món đồ bổ đi. Thiệu giãn nghe vậy, thiếu chút nữa ngừng thở, hoài nghi cô thật sự là thiếu nữ sao? Còn nữ sinh nào lại lời ăn tiếng nói thô lỗ như vậy không? Này, cảm phiền bà vì chị em phụ nữ, chừa lại chút rụt rè đi, nam nhân bà. Dám gọi cô là nam nhân bà sao? Không sao, cô luôn là người có qua có lại. Cười lạnh cô nói. Cảm phiền ông vì cánh mảnh dâu trở lại chút phẩm hạnh đi, tiện bại hoại. Đến lúc này, tên hiệu hai bên đã được quyết định. Tiện bại hoại, vì sao buổi sáng ông không tham gia họp lớp? Nam nhân bà, đó là chuyện của lớp trưởng. Đi chết đi tiện bại hoại, ông thân là lớp phó, buổi sáng tôi xin nghỉ, ông không thể có một chút ý thức trách nhiệm sao? Đi chết đi, nam nhân bà, nhất thời trong phòng học âm thanh mắng chửi tiện bại hoại nam nhân bà vang lên không dứt mà học sinh trong lớp đã sớm luyện được chiêu lão tăng ngồi thiền mắt điếc tai ngơ dù sao liên tục hơn một tháng tiết mục mắng chửi này mỗi ngày đều lên sàn nếu còn có thể để ý đến mới đúng là không phải người lan cậu với bạn thiệu tình cảm tốt thật thở như trâu trở lại chỗ ngồi nghe thấy một câu như vậy của bạn bên cạnh đỗ lan thiếu chút nữa máu rổ lên não tức giận bỏ mình chị gái này cảm phiền cậu làm rõ tình huống một chút đi mình khi nào cùng tên tiện bại hoại kia tình cảm tốt hả sao lại không có chứ bạn nữ cười không ngừng hai người các người từ sáng sớm đã ở mỹ đến ra về thời gian bạn thiệu nói chuyện với những người khác cộng lại cũng chưa bằng thời gian đấu võ mồm với cậu đâu lại nói không lẽ cậu không phát hiện ra lúc cậu ta cãi với cậu vẻ mặt tỏa sáng dạng ngơi sao thật đúng là đẹp trai cực kỳ cho nên rất nhiều bạn đối với tiếng ở mỹ này không những không khó chịu ngược lại còn hoan nghênh nói nhảm cười khinh bỉ đỗ lan một bên thu dọn tập sách một bên trào phúng ngọn lửa thu hàn giữa tụi tôi thiêu rụi cả trường này cũng được nói gì chiếu sáng gương mặt ti tiện của hắn chứ lan cậu nói chuyện thật là độc bất đắc dĩ lắc đầu thật sự nói không lại với cô nhún vai xem như cam chịu dù sao cô chính là như vậy không có cách nào sửa lại mình đi trước nhé tạm biệt đóng lại túi sách chứa đầy chuyện tranh khoát tay chuẩn bị bước đi Lúc này đã có không ít học sinh ra về Ngay cả tiệu doãn cũng đã chuồn từ lâu Lan chơi chút Thừa dịp cô còn chưa ra khỏi lớp Bạn nữ đuổi theo Vẻ mặt hồng hồng ngượng ngùng Làm gì vậy Muốn rủ cô đi uống nước sao Cô nghèo lắm không có tiền đâu À cậu có thể Ấp á ấp úng không biết mở miệng thế nào Nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt không còn kiên nhẫn của Đỗ Lan Cuối cùng cũng hít sâu Lấy dũng khí một lần nói hết câu có thể đem phong thư này đưa bạn thiệu giùm mình được không? Nói xong, khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc. Nhờ cô đưa giùm sao? Cứng họng trừng mắt nhìn thư tình trước mặt, Đỗ Lan thiếu chút nữa té xỉu. Cô từ lúc nào trở thành thần tình yêu Kupi vậy? Chị hai này, cậu là đang nói chơi hay nói giỡn vậy? Đuôi lông mày khẽ nhách, giọng điệu giờ khóc giờ cười. Mình cùng họ thiệu kia là kẻ thù đấy, cậu không sợ mình đưa phong thư này, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, đã vứt sò rác sao? kỳ quái, vì sao nhiều nữ sinh thích tiện bại hoại như vậy? Không đâu, tuy cậu cùng bạn thiệu hay đầu võ mồm, nhưng cậu ta chưa từng tỏ ra khó chịu với cậu, không phải sao? Lại nói trong đám chị em chúng ta, chỉ có cậu là thân... Dừng 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 dừng. Vội vàng giơ tay ngăn lại câu nói. Mình cùng tiện bại hoại một chút cũng không thân thuộc, cậu đừng phá hư danh dự hạ thấp phẩm cách của mình. Loại chuyện này nên giải thích ngay, nếu không người ta còn nghĩ rằng cô cùng họ thiệu kia cùng một đẳng cấp bại hoại thôi mà mà kệ có quen hay không việc này cậu giúp mình được không nhẹ giọng cầu xin trên mặt Đỗ Lan nhất thời hiện lên ba đường hắc tuyến thật sự rất muốn từ chối nhưng lại không đành lòng nhìn ánh mắt cầu xin của cô nàng đắn đo thật lâu cuối cùng cô nàng bạn học chiến thắng khó chịu của cô đối với Thiệu Doãn được rồi cầm lấy thư tình thật sự rất không cam lòng cảm ơn cậu Lan thật nhanh đưa đến một cái ôm tràn đầy lòng biết ơn được rồi Dãi ra, cô không thèm quay đầu chạy như điên ra khỏi cửa, hy vọng có thể bắt kịp thiệu doãn, nhanh chóng tống đi cục nợ trong tay, hoàn thành nhiệm vụ bạn học giao phó. Cổng trường, không ít xe hơi hạng sang đang đậu, nhóm tài xế nhóm cổ nhìn vào một đám học sinh tan học, chờ tiểu chủ nhân ra để hộ tống về nhà. Trong đó có một chiếc rôn roi sang trọng đậu bên cổng trường, tài xế đồng phục chỉnh tề đang vô cùng cung kính mở cửa sau, chuẩn bị đưa hai vị thiếu gia về nhà. Tiện bại hoại, ông đợi một chút. Vừa nghe tiếng mắng kia, không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi hắn. Thiệu Doãn bất đắc dĩ xoay người, lại nhìn thấy trong mắt anh cả nhà mình đang tràn đầy ý cười hứng thú. "Tiện bại hoại, hả?" Nhẹ cười. Thiệu Thiên cảm thấy thú vị, Thiệu Doãn sang sảng cười đáp lại, quay mặt nhìn về phía thân ảnh cao gầy đang chạy đến chỗ mình, đến khi cô thở dốc như trâu dừng trước mặt hắn, hắn mới cười hỏi. Nam nhân bà đuổi theo tôi như vậy Tôi thật sự là được yêu mà sợ đấy Sợ con khỉ á Đang muốn mắng chửi Lại phát hiện học trưởng người người kính trọng Đang tươi cười nhã nhặn nhìn mình Cô lập tức đem những từ ngữ không nhã nhặn Đã lên tới miệng nuốt lại vào bụng Học trưởng xin chào anh Lần đầu tiên tay chân luống cuống Cười gượng như vậy Cô cảm thấy trước mặt học trưởng tao nhã này Nói ra từ ngữ thô lỗ gì cũng là một loại khinh miệt Đỗ học muội chào em thiệu thiên từng gặp cô ở lễ khai giảng có chút ấn tượng thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô không khỏi cười khẽ hai người bọn em từ từ nói chuyện anh vào trong xe chờ mắt thấy hắn tao nhã ngồi vào trong xe cách nói chuyện khách khí nhã nhặn như vậy đỗ lan lại nhịn không được muốn than thở rõ ràng là anh em ruột vì sao khí chất lại cách biệt một trời một vực như vậy chứ có thể thấy được tư chất mỗi người khác nhau nam nhân bà anh cả nhà tôi là cỏ thơm đã có chủ, đừng có nghĩ ý tứ gì với anh ta." Cứng rắn, đem tầm mắt đang ngây ngốc của cô kéo về bên người, Thiệu Doãn cảm thấy có chút khó chịu. Vỗ vỗ bàn tay to của hắn, Đỗ Lan bình tĩnh nói, "Tới đây chính là thưởng thức cái đẹp, không biết thì đừng có nói lung tung." "Thưởng thức cái đẹp sao? Bộ dạng hắn cũng không thua gì anh cả, sao chưa từng thấy cô ngắm hắn như vậy?" Thiệu Doãn nghĩ lại bực mình, mà bực cái gì, chính hắn cũng không biết rõ. "Bớt nói nhảm đi." Rèo tôi làm gì? Hẳn là sẽ không nhàm chán mà kéo hắn lại cãi nhau chứ. A, à, không nói nhiều lời, lấy thư ra nhét vào tay hắn. Đây là gì? Nhìn trong tay thật rõ ràng là một phong thư tình, Thiệu Doãn trợn tròn mắt. Từ lúc khai giảng tới nay, hắn quả thật là nhận được không ít thư ái mộ từ các bạn nữ, nhưng nam nhân bà cũng sẽ viết thư tình cho hắn sao? Ông không có đầu óc à? Nhìn cũng biết đây là một phong thư tình. Tiện bại hoại, có bị sai đâm không vậy? Sao đột nhiên lại giống một kẻ ngốc thế? Nam nhân bà, không ngờ bà cũng thầm mến tôi hả? Nhất thời, không biết lấy thái độ gì đối với tâm ý của oan gia vẫn cùng đấu võ mồm. Hắn đành ra vẻ vô tình diễu cợt. Thầm mến cây búa, muốn tôi thầm mến ông, đợi 100 năm nữa đi. Đỗ Lan thiếu chút nữa học máu, trừng mắt rít gào. Là một bạn học trong lớp đưa, muốn xem mai muốn quang tùy ông, tạm biệt. Nói xong liền xoay người chạy biến Khí thế mười phần Nhìn theo thân ảnh cô nổi giận đùng đùng rời đi Hiểu rõ thư ái mộ không phải của cô Thiệu doãn trong lòng thoải mái Dù sao muốn tìm thấy Một đối thủ thú vị như cô rất khó Hắn không muốn vượt qua ranh giới bạn bè Mà mất đi cô Nhưng sau khi thoải mái hắn lại cảm thấy buồn buồn Lan, làm phiền cậu Mình cũng vậy, coi mình nữa Cái quái gì vậy, kinh ngạc nhìn một đống thư ái mộ cùng quà tặng màu sắc sặc sỡ được gói xinh đẹp trên bàn đỗ lan lần đầu tiên trong đời thấy đau đầu mình không phải là người đưa thư cắn răng tâm tình rất là ác liệt cậu đương nhiên không phải mấy cô nàng vây quanh bốn phía che miệng cười không ngừng cùng đồng thanh sửa đúng cậu là chim bồ câu đưa thư thôi để cô đi chết đi đỗ lan kêu dân không ngừng chỉ mong có người cho cô một đau ngay bây giờ Sao các cậu không tự mình đưa tới tay hắn Như vậy có phải có thành ý hơn không Mẹ nó Vì sao muốn cô biến thành bồ câu đưa thư chứ Giúp đám người này chuyển thư tình Tụi mình là thiếu nữ mà Sẽ thẹn thùng Một cô nàng trong đám xấu hổ nợ nụ cười Hơn nữa tụi mình nghe nói Mấy ngày trước cậu giúp bạn Hồng đưa thư Kết quả bạn Thiệu thực sự hẹn cậu ấy đi chơi Còn nói là nể mặt cậu nữa Cho nên tụi mình cũng muốn dùng cách này Ngừng một chút Giọng nói lại chuyển sang nham hiểm Lan, cậu sẽ không bắt công chỉ giúp một người chứ? Nghe vậy, trong lòng Đỗ Lan đã muốn nguyền rủa 18 đời tên nào đó. Tiện bại hoại, bản thân hắn mê gái, làm chi lại tìm lý do cùng kéo cô xuống nước chứ? Nể mặt cô sao, nể cây rắm, chính mình phong lưu không thừa nhận, còn muốn đổ trách nhiệm lên người cô, thật là đê tiện. Cực kỳ hối hận lúc trước sao lại mềm lòng nhận lời chuyển thư chứ, cứ thế rước họa vào thân. Đỗ Lan cười cười không ngừng, trong đầu vắt óc tìm lý do từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm tới cực điểm kia cô lập tức không dám phản kháng sợ bị đội quân tóc giải đánh hội đồng giúp hay không nào xoa tay khí chất tao nhã thiên kim thường ngày biến mất không còn một chút à giúp cô thật vô dụng khuất phục dưới uy quyền được mọi người đều dựa vào cậu ác quỷ nháy mắt lột xác thành thiên thần cười đến thật dịu dàng Ngây ngốc nhìn mọi người đi xa, lại nhìn đến thư tình quà tặng xếp thành núi nhỏ trên bàn, Đỗ Lan trong lòng rơi lệ. Có ai đem theo bọc lớn đâu, đồ nhiều như vậy, cô cầm như thế nào cho hết đây? "Đừng mà, hư quá, coi chừng có người đến." "Không hư, sao có thể thưởng thức được tư vị trong miệng em?" Trên một bãi cỏ nhỏ kín đáo được cây cối bao quanh, Đỗ Lan vừa đang xem truyện tranh, vừa ăn bánh ngọt, tâm tình vui vẻ bỗng tiếng nam nữ cười giỡn từ sau lùm cây truyền tới, khiến cô không khỏi nhíu mày, đáy lòng dâng lên tức giận. Nghe tiếng cười nam không đứng đắn, chính là tên tiện bại hoại họ thiệu kia sao? Gần đây, cho dù đi tới chỗ nào, cũng bị nhờ gửi thư, khiến cô thấy phiền không chịu được. Thật vất vả mới tìm được chỗ bí mật này, còn tưởng rằng có thể thanh tĩnh một chút. Không ngờ kết quả, lỗ tai còn bị ô nhiễm, thật sự là đủ rồi. Đỗ Lan cảm thấy bực mình, muốn ra mặt đuổi người lại không có quyền, dù sao ở đây cũng không phải chỗ của một mình cô Đành oán hận trút giận lên bánh ngọt Để mặc âm thanh lạ đầu độc bản thân Anh vừa hôn người ta Chân người ta liền mềm nhũn Mới vậy đã đứng không nổi rồi sao Đợi lát nữa anh sẽ làm cả người em mềm nhũn Đủ rồi Cô không muốn tâm hồn thánh thiện thuần khiết của mình Bị mấy lời này làm bẩn Tiện bại hoại này thật sự quá đáng Nơi này là trường học Không phải là khách sạn, được không? tức giận buông chuyện tranh xuống, cô đứng dậy đi vào lùm cây, vươn cánh tay thon dài rẽ cây cối ra. Nhìn một đôi nam nữ đang quần lấy nhau trên cỏ, lạnh giọng mắng chửi. Họ thiệu, làm ơn không cần tiết kiệm tiền khách sạn như vậy được không? Muốn thưởng hoa, kiểu gì cũng đừng có làm trò trong trường học. Hét lên một tiếng, giọng nói bất thình lình vang lên, làm cô nàng lúc này đã lộ hơn nửa ngực sợ hãi không thôi, bối rối che lại, quần áo sọc sạch ngượng ngùng, cúi đầu chui ra, dùng tốc độ nhanh nhất biến khỏi hiện trường chắc là không muốn để người khác biết là tiểu thư nhà nào lại cởi mở như vậy. Trái lại, lúc tiểu doãn nghe thấy giọng nói châm chọc quen thuộc kia, chẳng những không giật mình, ngược lại còn xoay người, nằm trên mặt đất cười ha ha. Nam nhân bà, nhìn lén người khác thân thiết, coi chừng mắt nổi mụn lẹo nha. Ông trời, hắn còn tưởng nơi này đủ kín đáo, không ngờ nam nhân bà vậy mà cũng đến đây hóng mát, còn phá hư chuyện tốt của hắn. Tiện bại hoại, cái đó của ông thường sử dụng như vậy, cẩn thận còn trẻ đã hết xài. Không chịu thua kém đá lại một câu, Đỗ Lan mặc kệ hắn, quay đầu trở lại chỗ cũ tiếp tục thưởng thức truyện tranh. Không bao lâu, trời nghe thấy chỗ lủng cây truyền đến tiếng loạt soạt, tiếp theo một bóng đen che khuất trước mặt cô. Làm ơn rồi tôn giá, cảm ơn. Không cần nghĩ cũng biết hắn chui lại đây, Đỗ Lan đầu cũng không thèm ngẩng đã mở miệng yêu cầu. Thiệu Doãn cũng không nhiều lời, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay tấn công hộp bánh ngọt được trang trí tinh xảo chát một tiếng họ thiệu ông muốn làm gì muốn trộm bánh của cô chán sống rồi chắc cô đánh vào tay hắn một cái dạp điệu lạnh lùng đói bụng rồi lấy một cái bánh ăn cũng không được sao nam nhân bà làm người sao lại ích kỷ như vậy đưa ra đôi mắt ngây thơ vô tội hắn kháng nghị không thôi xin lỗi nhá tôi đây chính là ích kỷ như vậy muốn ăn tự mình mà đi mua nói xong con lập tức bốc lên một cái nhét vào miệng rõ ràng là cố ý này bánh ngọt này tôi cũng có phần đừng hòng một mình độc chiếm không để ý tới kháng cự của cô hắn trực tiếp cướp lấy chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đưa tay cô chưa kịp ngăn cản hắn đã bỏ vào miệng đỗ lan cũng chỉ có thể căm giận mắng chửi người cái gì mà ông cũng có phần bánh này rõ ràng là của tôi liếc cô một cái thiệu doãn nói ra sự thật đừng nghĩ là tôi không biết bánh ngọt này đều là do nhóm con gái đưa để cảm ơn bà chuyển thư vậy thì sao nếu không nhờ tôi mỗi ngày vất vả tiếp khách Bà có thể có hộp bánh này sao Cho nên bánh này tôi đương nhiên cũng có phần Không chút khách khí Lại nuốt một cái Xem như hắn giỏi Không muốn trả lời Chỉ có thể tùy ý hắn vui vẻ thưởng thức Đỗ Lan căm giận Đem tầm mắt đặt vào trong truyện tranh Hạ quyết tâm không thèm đếm xỉa tới hắn Sau khi xử lý hơn phân nửa số bánh ngọt Thiệu Doãn nhìn cô đang chuyên chú đọc truyện Không khỏi tò mò đầy đầy cô Nam nhân bà chuyện đó có gì hay chứ bà mỗi ngày xem không thấy chán hả? Chán ghét đẩy bàn tay vỗ vai cô ra. Đỗ Lan cảnh cáo. Tiện bại hoại lấy hai cái tay bẩn của ông ra ngay. Ai biết ông vừa rồi đụng đến chỗ nào trên người nhỏ kia. Chưa rửa tay thì đừng có đụng vào tôi. Còn nữa tôi chính là xem không thấy chán vậy thì sao? Ông có ý kiến gì nào? Nam nhân bà nói chuyện giọng điệu gay gắt như vậy mà lại yêu sạch sẽ hắn còn chưa kịp hưởng được ngon ngọt gì, cô đã ra mặt phá hỏng, rồi lại mang vẻ mặt như hắn cùng em nào mây mưa, trên người mang đầy mầm bệnh là sao? Chạm vào chỗ nào hả? Muốn tôi dùng hai tay nói cho bà biết không? Cô càng để ý, hắn lại càng muốn trêu chọc, cười gian một tiếng, thiệu doãn làm bộ muốn chạm vào. Một âm thanh trầm thấp, xen lẫn tiếng kêu đau vang lên, chỉ thấy người nào đó bị đá một cái, trực tiếp bay vào lùm cây. Chậm rãi thu chân, Đỗ Lan nhặt lên quyện truyện tranh bị rớt. Trước khi đi, còn đối với tên khốn nào đó, mang vẻ mặt không dám tin trong lùm cây, nhách miệng cười. Tiện bại hoại, nhắc nhở ông một chuyện. Con gái không chỉ có loại thiên kim tiểu thư yếu đuối, nhớ cho kỹ đấy. Trời giả rích mưa, gió lạnh phất nhẹ, ngây ngốc đứng tại chỗ hành lang gấp khúc. Đỗ Lan chỉ cảm thấy tâm tình rơi xuống hố sâu. Số xui đến thế là cùng, ngay cả ông trời cũng chạy đến chống đối cô, Tại sao chứ? Là ngại cô còn chưa đủ thảm phải không? Kết quả kỳ thi đầu tiên ở trường cấp 3 hôm nay công bố, cô đã muốn thật phiền não không biết nên về giải thích với hai vị phụ huynh ở nhà về bảng điểm đỏ toàn tập của cô như thế nào. Ông trời không ngờ còn đạt thêm cho người đang khó khăn một cái. Biết rõ cô ra ngoài không mang ô còn cô ý kiến chuyện. Xem ra chỉ có thể chạy đến trạm xe buýt, cũng may mưa không lớn lắm, nếu không cô nhất định sẽ ướt như chuột lột. Bất đắc dĩ thở dài, bia ai cho vận mệnh của mình, đang lúc Đỗ Lan định lấy túi sách che lên đầu chạy ra ngoài. Thì... Nam nhân bà, con chưa về hả? Bàn tay to vỗ lên vai cô một cái, thiệu doãn tâm tình cực kỳ tốt, cho cô một nụ cười mê chết người. Đang định về. Hắn nói chuyện hề vốn, nếu về rồi, hắn còn có thể thấy cô ở đây sao? Đỗ Lan khinh bỉ. Hôm nay, người cô không muốn thấy nhất chính là hắn tên tiện bại hoại thành tích đứng nhất này bởi vì nhìn hắn sẽ nhắc cô nhớ lại bảng điểm đỏ toàn tập kia. Tuy không phải là người đứng cuối khối nhưng là đứa đẩy xe bò trong lớp. Kỳ thật, trình độ của cô không tệ. Trước cấp 2, cô luôn nằm trong top 5 học sinh đứng đầu. Chẳng qua lên cấp 2 nhìn truyện tranh rồi bỏ bê học hành cho nên mới lưu lạc đến trường Thanh Anh này. Bất quá, ba một mực đưa cô đến đây chắc chắn không ngờ trường trung học Thanh Anh lại quá mức tự do, căn bản mặc kệ học sinh mang truyện tranh đến trường học. Cho nên cô càng không kiêng rẻ gì, thoải mái mang theo truyện tranh lăn lộn hơn nửa học kỳ. Mà báo ứng cuối cùng chính là phiếu điểm tràn ngập chữ đỏ. Phát hiện trong tay cô không có ô, bên ngoài lại lất vất mưa bụi. Hơn nữa, còn có vẻ sắp chuyển nặng hạt. Thiệu Doãn không cần đoán cũng biết cô nhất định chuẩn bị đội mưa chạy đến bên xe buýt. Trong lòng lập tức ra quyết định. Nam nhân bà, tôi đưa bà về. Vừa nói xong, tài xế chờ một bên lập tức tiến lên đưa ô che. Mà Thiệu Doãn lại không nói gì thêm kéo cô đi. Hai người che một cái ô hướng về phía xe đậu bên đường mà bước tới. Này này, có lầm không vậy? Cô đồng ý để hắn đưa sao? Tên này sao lại tự tiện quyết định vậy? Đỗ Lan vốn định cao giọng kháng nghị, nhưng nhìn thấy mưa dần dần truyền lớn, lập tức thức thời, đem lời nói vừa đưa lên tới miệng nuốt trở về. Cho đến khi hai người an ổn, ngồi vào bên trong, tài xế bắt đầu điều khiển xe chạy trên đường, Đỗ Lan bây giờ mới phát hiện hình như thiếu một người. Tiện bại hoại, ông quên một người rồi à? Ai? Anh cả ông, hội trưởng hội học sinh khí chất cao thượng, tao nhá hữu lễ, người người kính trọng của chúng ta. Anh cả ông, Hội trưởng hội học sinh khí chất cao thượng, tao nhã hữu lễ, người người kính trọng của chúng ta. Tên này hẳn là không mắc chứng hay quên mới phải, sao lại quên mất Thiệu Thiên rồi? Thì ra cô đánh giá anh cả cao đến vậy. Thiệu Doãn ngày thường bị cô tiện bại hoại, tiện phôi, gọi đến chết danh cảm thấy không thoải mái. Anh cả nhà tôi hôm nay bận việc ở hội học sinh, cho nên tôi về trước, chút nữa tài xế mới trở lại đón anh sau. Trong lòng hắn có chút phức tạp giải thích. à, biết rồi thu được tin tức đỗ lan gật đầu không bao lâu đã đem chuyện này quăng ra sau não bắt đầu nghiên cứu nội thất sang trọng trong xe thấy cô hình như không có hứng thú gì hơn với anh cả tâm tình thiệu doãn tự nhiên bình thường lại thừa cơ gõ cho đỗ lan đang tò mò sờ tới sờ lui một cú nam nhân bà nhà bà chỗ nào vậy không nói địa chỉ bà muốn tài xế lái đi đâu đi lòng vòng hóng gió à tiện bại hoại hỏi thì hỏi đừng thừa cơ xuống tay báo thù trở mặt bắt đầu thi triển Phật Sơn vô ảnh cước đá người. Nam nhân bà, bà còn chiêu này sao? Lúc trước thiếu chút nữa bị bà đá đến nội thương. Tiện bại hoại, thiếu chút nữa chính là còn chưa có, hôm nay tôi thành toàn cho ông. Chỉ một lúc sau, trên ghế sau chiếc rôn roi sang trọng diễn ra màn đấu võ quyền cước đấm đá. Thiếu chút nữa, khiến tài xế không kịp dừng đèn đỏ. Làm người điều khiển xe xung quanh tưởng đã tận mắt chứng kiến tai nạn. Lana, nghe nói hôm qua cậu ngồi xe bạn Thiệu. Lan, chẳng lẽ cậu cùng bạn Thiệu đang hẹn hò sao? Lan, cậu sao có thể phản bội tụi mình? Ngưng lại! Đau đầu hét lớn mở tiếng. Đỗ Lan tự nhận ngày hôm qua bởi vì thành tích đỏ chót bị ba mẹ tụng cho một đêm. Hôm nay thật sự không còn khả năng nghe nhóm con gái oanh tạc nữa. Lời này mình chỉ nói một lần, mình không có loại vinh hạnh cùng họ Thiệu hẹn hò. Ngày hôm qua mình không mang ngô, họ Thiệu có lòng tốt tràn trề đưa mình về nhà. Chỉ có như vậy thôi, không cần hỏi lại nữa. Đáng giận, vì sao cô phải giải thích trong sạch của mình cho thiên hạ chứ sớm biết sẽ như vậy cho dù đội mưa về nhà mà mắc cảm cúm rồi viêm phổi cô cũng tuyệt đối không bước lên xe nhà họ thiệu nửa bước là như vậy sao có người còn hoài nghi chính là như vậy đỗ lan lạnh giọng bắt đầu biến sắc mặt chuyện này đến đây là chấm hết mình không muốn nói thêm nữa không tin sau này đừng tìm mình chuyển thư lan à tụi mình không có không tin cậu mà đúng vậy đúng vậy chúng mình tất nhiên là tin tưởng cậu nhất thời mấy cô nàng sợ chọc đến cô bị liệt vào danh sách đen mỗi người lập tức giơ tay lên trời trói mở câu tin tưởng phải một câu tín nhiệm chỉ sợ cơ hội cùng thiệu doãn gần gũi sẽ bay mất ai kêu mấy cái hẹn của thiệu doãn cho đến nay tất cả đều là do mấy cô nàng nhờ cô chuyển thư ái mộ chứ cô cũng không tin đám con gái này không sợ sớm nhìn thấu điểm này đỗ lan âm thầm cười gian trên mặt lại vẫn duy trì lạnh lùng lan cậu đừng bực nữa này hồ bánh ngọt này cho cậu Nữ sinh nào đó mấy ngày trước may mắn được Thiệu Doãn Cương hẹn ra ngoài, ân cần nói. Cái này xem còn được. Mặt lạnh trong nháy mắt trở nên hớn hở. Lan, cậu thực tế qua đấy. Chúng nữ sinh còn lại trăm miệng một lời hờn rỗi. Cái gì mà thực tế, cái này gọi là phí đưa thư. Nhận lấy hộp bánh, Đỗ Lan nhíu mày cười nói. Bằng không các cậu nghĩ rằng mình rảnh rỗi vậy sao, không oán không hối hận, làm bồ câu đưa tin à? Không có một chút lợi ích, ai sẽ để ý các cậu chứ? ôm hộp bánh ngọt, lấy thêm vài quyển truyện tranh, Đỗ Lan mặc kệ đám con gái đang kháng nghị ra khỏi lớp, thẳng đến chỗ bí mật được cây cối che khuất lần trước. Dù sao, có thể để cho lỗ tai thanh tĩnh cũng chỉ có chỗ đó. Đời không như là mơ, thế giới không tuyệt vời như Đỗ Lan nghĩ. Vì tránh người, cô trốn đến chỗ bí mật, mới vui vẻ đắm chìm trong thế giới truyện tranh chưa được bao lâu, cái tên hại cô bị chúng nữ nhân tra khảo liền xuất hiện gây rối. Nam nhân bà, bà CỐC tiết thiệu doãn nở nụ cười học tiết đầu không thấy cô hắn đã biết cô nhất định là trốn đến chỗ này tiện bại hoại ông không phải cũng vậy sao phản bác lại đỗ lan thấy hắn định tới gần vội vàng kêu to ngăn lại ngưng ông đứng đó được rồi đứng lại gần tôi quá cảnh sát nhìn xung quanh rất sợ có người phát hiện hai người họ ở đây đến lúc đó lại bị phe nam mộ của hắn thẩm vấn nam nhân bà này đang làm cái gì vậy hắn làm người ta ghét đến vậy sao lòng tự trọng bị tổn thương không ít, Thiệu Doãn nhướng mày hỏi. Đây là thái độ nên có đối với ân nhân cứu mạng sao? Ân nhân cứu mạng sao? Tên tiện bại hoại này ấm đầu sao? Hắn cứu cô lúc nào? Xin hỏi Thiệu Công Tử, các hạ cứu tiện mệnh của tệ nhân khi nào? Cảm phiên nhắc nhở một chút. Muốn hù cô sao? Không có cửa đâu. Ngày hôm qua tôi đưa bà về nhà, miễn cho bà gặp mưa phát sốt, dẫn đến viêm phổi nguy hiểm tính mạng. Không phải ân nhân cứu mạng thì là cái gì chứ? Còn khỉ, tiện bại hoại không nhắc tới còn nữa, vừa nhắc đã khiến cô lên cơn. Ăn ăn cái quỷ ấy. Tức giận ngập đầu, cô mở miệng mắng ngắn một trận. Đi chết đi tên tiện bại hoại, nếu không phải ông, tôi sẽ bị đám con gái ép hỏi anh tạc, phải trốn đến đây mới được yên tĩnh sao? Tôi làm sao nào, nam nhân bà, bà đối với tôi định ý rất nặng đấy. Không biết hôm qua chỉ đơn thuần đưa cô về nhà đã tạo thành oanh động trong giới nữ sinh, thiệu doãn chỉ cảm thấy từ hôm khai giảng tới nay cô vẫn nhìn hắn không vừa mắt. Đúng vậy, hắn diễu cợt tên người ta để người ta căm thù, thật sự không thể coi là vô tội. Nhưng là chuyện đã qua lâu như vậy, cô vẫn còn ghi hận, lòng dạ cũng quá nhỏ nhen. Lại nói, cô bị người ta oanh tạc, hẳn là trước nên kiểm điểm xem bản thân đã làm chuyện gì chứ. Đem trách nhiệm, đổ hết lên đầu hắn, không khỏi hơi quá đáng. Làm sao sao? Tên này còn dám hỏi làm sao? Đỗ Lan cười mỉa. Đỗ Lan cười mỉa. Đem mọi chuyện từ nguyên nhân đến kết quả hôm nay Cô bị mọi người ép hỏi Lần lượt kể ra toàn bộ Cho nên thiệu công tử Hai người chúng ta vẫn là nên cách xa một chút Đừng tiến vào phạm vi 10 mét gần tôi Cảm ơn Cười lạnh cô trực tiếp định ra khoảng cách Không cho phép hắn tới gần Nghe cô nói ra mọi chuyện Thiệu doãn không khỏi đắc ý rào rạt À tôi không ngờ tôi lại bị lực lớn như vậy Thật sự có lỗi Lỗi cây búa Nhóm tiểu thư nhà giàu này là mua mắt rồi Mới có thể coi trọng tiện vô như ông Xem hắn tự kỷ kìa Khiến người ta thật muốn đán một cước cho tỉnh Tôi nói này nam nhân bà Bước lại gần Cảm thấy khoảng cách xa như vậy Nói chuyện thật sự không quen Đứng lại, đứng lại đây vội vàng quát bảo ngừng lại Thế nhưng hắn căn bản không nghe Vẫn tiếp tục bước đến Đỗ Lan mắt thấy ngăn cản không được Chỉ có thể mắt bảo mới lo làm chuồng Quan sát bốn phía Xác định không có người ở gần đó Như vậy mới an tâm Tùy ý hắn ở bên cạnh Ông rất kỳ quái nhá chỗ bên cạnh rộng như vậy Đừng chen chúc với tôi Cố gắng đẩy thân hình to lớn của hắn ra Cô bị môi lầm bầm Ngồi đây dễ lấy đồ ăn mà Bàn tay to tìm kiếm Hoàn toàn không để mặt chủ nhân Bóc một cái bánh ngọt lên ăn Tên khốn đáng giận lại trộm bánh ngọt của cô Đỗ Lan rất muốn mắng chửi Lại rực nhớ đến lúc trước Hắn nói bản thân tiếp khách Quả cảm ơn của chúng nữ sinh Hắn cũng có phần đành phải nhịn xuống Nam nhân bà Kết quả của bà không được tốt lắm miệng đầy bánh ngọt còn không quên trêu chọc cô. Bản thân ông cũng chỉ là học sinh thôi, không có quyền nói người khác. Không đá hắn, cầm chuyện lên tiếp tục đọc. Nhưng mà thành tích của tôi đứng đầu, không giống ai kia. Được, tên này đang cười nhạo thành tích của cô sao? Bắn ra ánh mắt tàn nhẫn, Đỗ Lan bỏ chuyện tranh xuống, khoanh tay cười. Thiệu công tử, ông muốn nói cái gì hả? Nếu ánh mắt có thể giết người, Thiệu Doãn Cương tin tưởng chính mình giờ phút này đã bị thiên đao vạn quả. Đừng nhạy cảm như vậy Làm tôi sợ Câu pha trò thật có thể làm tức chết người Mẹ nó tưởng cô là người chết Không có cảm xúc sao Đỗ Lan giờ phút này lửa giận hừng hực Hoàn toàn không quản được cái miệng của mình Bộn tiểu thư thi về ông Tiện bại hoại Thì cái gì chứ Đôi mắt trời ý cười biết rõ còn cố hỏi Thi thành tích cuối kỳ tới bổn tiểu thư không đá ông khỏi vị trí số 1 không được Giận không thể áp Cô khiêu chiến Phần thưởng đâu không có phần thưởng hắn cũng không hưng trí như vậy phần thưởng á nhất thời không nghĩ tới còn có phần thưởng đỗ lan hơi sững lại như vậy đi thì cuối kỳ xong không lâu nữa là tới sinh nhật tôi bà nếu thua liền đưa tôi quả sinh nhật nếu tôi thua suy nghĩ một lát không biết cô muốn cái gì thiệu doãn cương nhún vai nếu tôi thua bà muốn tôi làm gì cũng được được đó là ông nói quyết định vậy đi Tên khốn này cứ chờ đi, nếu cô thắng, chuyện đầu tiên là muốn hắn cởi quần chạy ba vòng quanh trường, khiến con mắt toàn bộ nữ sinh ái mộ hắn trong trường đóng băng. Cười gian, Đỗ Lan tưởng tượng đến cảnh tượng đó, liền thích thú cực kỳ. Trong đầu nam nhân bà đang suy nghĩ chuyện tá ác gì vậy, vì sao cười nham hiểm như thế? Thiệu Doãn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhịn không được, toàn thân nổi da gà lại nói đến sau khi công bố kết quả thi cuối kỳ lần hai nữ sinh trường trung học thanh anh nếu biết cá cược giữa đỗ lan và thiệu doãn có lẽ sẽ ôm đầu khóc sống nước mắt làm ngập lụt cả trường học bất quá cũng may đánh cược chỉ có hai người bọn họ biết cho nên liền miễn được một trận đại hồng thủy giờ học cuối cùng buổi chiều chấm dứt các học sinh đều thu thập túi sách về nhà không lâu sau, phòng học to như vậy cũng chỉ còn lại thiệu doãn, tâm tình tốt vô cùng, cả ngày tươi cười đắc ý, cùng Đỗ Lan vẻ mặt lo lắng uể oải. Nam nhân bà thì không tệ nhá. Bàn tay to chụp lên lưng cô một cái. Không tệ với ông. Khó chịu nhận thua, hận không thể đá bay gương mặt đê tiện làm người ta chán ghét của hắn. Thật ra sau khi hạ chiến thư, khoảng thời gian ấy cô ngày ngày ra sức, người nhà không biết nguyên nhân còn tưởng rằng cô trúng tà, tự nhiên biến thành mọt sách cũng may đầu óc cô không tệ, hơn nữa căn bản cũng nắm vững, lại thêm chỗ nào không hiểu liền đi hỏi anh trai, trình độ đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ kiến thức đã bỏ qua trong học kỳ trước kéo về. Vốn tưởng rằng lần này thi cuối kỳ sẽ đá họ Thiệu ra khỏi vị trí thứ nhất, dù sao trước kia cô học tùy tiện cũng có thể lọt vào top 5, bỏ thêm chút công sức, vị trí đầu tiên cô liền dễ dàng đoạt được, mà lần này cô dốc toàn lực sao có thể thua chứ? Nhưng mà chuyện ở đời không thể lường trước, lần này cô đặc biệt để ý thành tích của mình lại đá trúng cột điện. Kỳ thật cũng không thể nói cô thi không tốt, dù sao thi cuối kỳ lần đầu đứng chót bảng, lần thứ hai vọt lên đứng thứ hai, cả năm đứng thứ chín. Thành tích như vậy đã muốn làm người ta chói mắt, chỉ tiếc mục tiêu của cô lại là tên vô lại, vẫn ngồi vững trên vị trí số một, đương nhiên sẽ cảm thấy chán nản. Đừng nhủ trí, hạng nhì cũng không tệ rồi. Giả bộ an ủi, Thiệu Doãn thật sự không thể không bội phục cô, từ thành tích kém như vậy vọt lên vị trí thứ hai, đúng là dọa hắn nhảy dựng. Đừng có giả mèo khóc chuột, quà sinh nhật tôi sẽ đưa. Dám chơi dám chịu, Đỗ Lan thật sự rõ ràng, hơn nữa cũng không thể không bội phục hắn, bởi vì hắn là một trong số ít người cô cố gắng cũng không thắng được. Có thể thấy được họ thiệu vẫn rất nghiêm túc Không giống mấy tên công tử nhà giàu Kiêu căng vô dụng Vậy tôi cảm ơn trước nhé nam nhân bà còn rất thẳng thắn không giống nữ sinh bình thường thua là bắt đầu chơi xấu thiệu doãn không khỏi càng thêm tán thưởng cô thật ra ông tên công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng này cũng được lắm lần đầu tiên đỗ lan nói lời khen ngợi hắn cảm ơn khích lệ cái thìa tôi ngậm lúc sinh ra giờ vẫn treo trên tường nhà tôi kìa khoa trương nói cảm ơn lại phi thường khôi hài tên này pha trò cũng hài hước đỗ lan liếc hắn một cái bị bộ dạng của hắn chọc cười Mọi người đều nói các người nhất môn nhị kiệt Tôi thấy ông một bộ dáng đê tiện như vậy Làm thế nào cũng không tưởng tượng được Ông cùng chữ kiệt có liên quan gì tới nhau Nhịn không được Lại muốn đâm trò thắn Cái gì mà nhất môn nhị kiệt chứ Thiệu Doãn hoàn toàn không biết Cách mấy nữ sinh gọi hắn cùng Thiệu Thiên Là nữ sinh gọi chung hai anh em họ Thiệu ông Nhún nhún vai Chẳng hề để ý giải thích Nói tào lao Thiệu Doãn vui vẻ lắc đầu phản bác Sửa chữa xưng hô nếu muốn gọi chung anh em họ Thiệu, hẳn là phải kêu nhất môn tam kiệt mới đúng. Làm ơn đi, không thèm tìm hiểu nhà bạn họ có bao nhiêu anh em đã gọi loạn, xem người thứ ba trong nhà hắn là người chết à? Nhất môn tam kiệt á? Đỗ Lan sửng sốt, lập tức phản ứng. Chẳng lẽ ông còn có anh hay em trai sao? Là có một em trai dễ thương. Thiệu Doãn mỉm cười, trong nụ cười lại có được loại tình cảm yêu thương hiếm thấy. Thấy hắn cười dịu dàng, Đỗ Lan có chút kinh ngạc, làm sao cũng không tưởng tượng được hắn còn có một mặt như thế này. Ông rất thương em trai sao? Đương nhiên, em trai nhà tôi rất đáng yêu. Tuy rằng cá tính thật thâm trầm nhưng người nhà luôn luôn tốt, tất nhiên em trai nhà mình cũng là xịn nhất. Ông là mèo khen mèo dài đuôi à? Nhìn hắn cao hứng, không nhịn được lại muốn đá đều hắn. Đó là đương nhiên, tôi đây là anh trai tốt. Anh trai tốt, ông vậy mà cũng dám nói hai người lại đầu võ mồm tình cảm không biết là bạn hay thù từ những lời nói độc mồm độc miệng phát sinh quan hệ vừa như bạn vừa như thù của bọn họ từ lúc đó mà thiết lập suy nghĩ từ trong ngồi ước dần dần trở lại đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt vui vẻ tươi cười trên ảnh đỗ lan nhịn không được cười nhẹ từ sau khi thua cuối kỳ lần đó cô liền quyết tâm học tập hai người cố ý vô tình cạnh tranh với nhau lời nói với đối phương cũng đầy mùi thuốc súng như trước nhưng hiểu biết lẫn nhau cũng là không ai bằng làm chuyện xấu cũng sẽ tha người kia cùng xuống nước giao tình quỷ dị như vậy vẫn kéo dài cho đến sau khi tốt nghiệp hắn đi nước ngoài học đào tạo chuyên môn mà cô thi vào đại học trong nước tiếp tục lêu lồng nói đến cũng kỳ quái hai người nhìn như có giao tình sâu nặng cô lại chưa bao giờ từng chủ động liên lạc với hắn thường thường đều là hắn gọi điện thoại tìm cô ba năm trung học là như vậy trong mấy năm hắn ra nước ngoài học cũng là vậy những năm hắn ở nước ngoài, 3 đến 5 ngày thì sẽ gửi email cho cô chọc máy một hơi. Cô sau khi nhận được, vui thì liền trả lời, lúc không muốn trả lời, thường thường sau khi hắn gửi chừng chục cái email, mắng cô bạc tình bạc nghĩa, mới bằng lòng trả lời một cái. Nhưng mà khoa trương nhất là cách một khoảng thời gian, hắn sẽ gọi điện xuyên qua đại dương, chỉ để thông qua điện thoại, cùng cô đấu võ mồm ít nhất một giờ, sau đó mới cam tâm tình nguyện ngắt điện thoại. Cho đến khi hắn học xong về nước không bao lâu, hai người còn chưa kịp hẹn gặp mặt, cô lại từ tin nhanh đêm khuya, thấy tin tức chấn động, ba hắn bị tai nạn giao thông qua đời, anh cả bị thương nặng. Đêm hôm đó là lần đầu tiên trong đời cô chủ động gọi cho hắn. Cô còn nhớ khi gọi vào số điện thoại, hắn tự xưng không đến 10 người biết kia, tiếng chuông vang hồi lâu, lâu đến mức lúc cô sắp bỏ cuộc cúp máy, mới nghe một tiếng alo lọt vào tay. Trong nháy mắt nghe được tiếng nói đó, cô biết hắn đã khóc nhớ rõ khi đó cô cái gì cũng không nhiều lời chính là nhẹ nhàng nói câu tôi là đỗ lan giây tiếp theo cô khắc sâu thể nghiệm đàn ông lúc cực kỳ bi thương khàn cả giọng không chút kiềm chế khóc thảm thiết làm người ta đau đớn đến nhường nào đàn ông nhất là đàn ông ngày thường sáng sủa kiên cường một khi tâm trạng không bình thường đối với bạn dỡ xuống phòng ngự để lộ yếu ớt cái loại rung động cùng đau lòng này là quá mức mãnh liệt một đêm bi thương không ngủ ấy, cô chỉ lặng lặng nghe hắn khóc lớn, không có nhiều lời an ủi sao rỗng, chỉ là cho hắn biết cô vẫn ở một đầu điện thoại bên kia cùng hắn. Ngày tiếp theo, cô biết hắn là trong ngoài lo âu, không cách nào phân thân, mặt trong xử lý tang sự của cha, chuyện anh cả bị thương, mặt ngoài còn phải ổn định công ty, ra sức bảo đảm lòng tin của nhà đầu tư, khiến mọi chuyện đâu vào đấy. Khi hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, hẹn cô ra ngoài gặp mặt đã là chuyện của 3 tháng sau. Gặp lại hắn sau khi trải qua biến cố lớn của đời người, cô kinh ngạc phát hiện thanh niên hoạt bát trong trí nhớ của cô đã không còn nữa. Tuy nói tính cách vẫn sang sảng, thích chọc phá cô như trước, nhưng hơi thở lông bông và lặng lẽ, bị vững vàng cùng trầm ổn thay thế. Ngước mắt nhìn Thiệu Thiên cùng hai người bạn họ chụp chung trong hình, thiếu niên tao nhã, diện mạo hiên ngang ấy, nay phải làm bạn với xe lăn, không khỏi cảm thán thời gian thay đổi không lường. Vỗ vỗ hai má, cảm thấy chính mình quả thật không hợp làm thiếu nữ mơ mộng, xuân buồn thu sầu trong thơ ca. Đỗ Lan nháy mắt, hồi phục tâm tình, đóng album để lại trên giá sách. Nhớ tới con ngựa được kia, chuyện ban ngày hắn trơ trẽn đòi quà cũng hiện lên trong đầu. Tiện bại hoại đáng giận, chỉ toàn tăng thêm chuyện cho mình. Thấp giọng mắng, vẫn là thật nghe lời, lấy từ trong ngăn tủ ra một lọ đất sét ngồi vào một chỗ khác của bàn làm việc, bắt đầu tập trung nhào nặn. Trong không gian yên tĩnh, thời gian từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu, cô mới vươn vai một cái, dùng hai mắt nhập nhèm nhìn kỹ tượng đất vừa hoàn thành phát thảo sơ bộ, sau đó vừa lòng cười. Lên màu là có thể hoàn thành rồi. Thì Thảo tự nói, đem bức tượng trắng tinh đặt lên tủ gỗ thưởng đẳng, trời cho khô cứng lại. Sau khi dọn dẹp ngăn nắp xong, cô lúc này mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cộng thêm đói bụng, đang muốn xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Bỗng dưng, chuông cửa vang lên ở à Mỹ mẹ nó nửa đêm như thế này ấn chuông cửa tìm cô trừ bỏ tiện bại hoại không có người khác mặt xanh mét thở vì vì chạy ra vừa mở cửa cô trực tiếp cho hắn một chút chửi bới tên khốn kiếp chỉ có ông mới vào lúc nhìn đồng hồ trên tường một cái tiếp tục mắng hai giờ khuya điên cuồng nhấn chuông cửa nha người ta ông còn có đạo đức không vậy chỉ biết bà không ngủ sớm như vậy mới tiện đường tới tìm bà lười biếng cười thiệu doãn hoàn toàn không biết ăn năn từ cửa đi thẳng vào phòng khách đưa tay đem cống phẩm để lên bàn, lập tức đem chính mình quăng lên sofa mềm mại, nhũn thành một vũng. Cho dù thế, chính ông có chìa khóa sao không tự mà vào, còn muốn tôi tự mình mở cửa nganh đón, dỡ mặt sao? Oán hận mắng, sau khi đóng sầm cửa, đi đến sofa đơn bên cạnh ngồi xuống. Kỳ thật, chủ nhân chân chính của nhà trọ này chính là Thiệu Doãn. Bất quá, lúc cô có ý muốn chuyển ra sống riêng, tìm gian phòng làm việc để tập trung công tác cho tốt, hắn tự nguyện cung cấp nhà trọ này cho cô ở, lại không thu tiền thuê nhà. Đỗ Lan biết nhà hắn ở núi Dương Minh, trong trung tâm thành phố, lại có đến gần trăm cái nhà trọ cao cấp sang trọng, ở kiểu nào cũng không tới chỗ này. Nếu hắn đồng ý vô điều kiện để cô tu hú chiếm tổ chim khách, dựa vào mối quan hệ bạn tốt, sao cô có thể ngợ ngùng làm hắn thất vọng? Lập tức liền vui vẻ chuyển vào. Dù sao, loại vận may trên trời rớt xuống này, nếu từ chối thì sẽ bị thiên lôi đánh cho nên nói hắn có chìa khóa cũng thật là bình thường chính là người này thật sự kỳ quái mỗi lần đến cũng không tự mình đi vào luôn bấm chuông đợi cô ra mở cửa nhanh đón sợ trong phòng bà có đàn ông vậy rất xấu hổ cái búa tên này nếu biết nghĩ cho người khác như vậy sẽ không vào lúc nửa đêm đến kêu cửa nhà người ta cho hắn một ánh mắt không tin cùng hèn mọn đỗ lan mặc kệ hắn tự mình lục lọi túi nhựa xem có gì bên trong được đấy có trà sữa tôi thích hưng phấn lục tiếp à còn có lưỡi vịt hắc luân thước huyết tiện bại hoại tôi quen biết ông thật chính xác mắt ứa lệ nhất thời đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt có người nói tôi nửa đêm gọi cửa không có đạo đức đuôi mắt quét về phía cô khắc khắc cười lạnh sao có thể chứ người đó là ai vậy tôi lấy lại công bằng cho ông giả bộ oán hận kêu lên tay đã muốn mở một bọc đồ ăn ngon vui vẻ thưởng thức nghe vậy thiệu doãn chính là liếc cô cười một cái cả buổi không nói một câu rồi mới ra vẻ cảm thán tôi hôm nay mới biết được thì ra bà có quan hệ với cung tuyết hoa giống nhau đều có chứng mất trí nhớ đi chết đi biết chính mình bị trêu chọc đỗ lan cười mắng một tiếng uống một ngụm lớn trà sữa lúc này mới cười hỏi sao chạy như vậy còn đến không phải là từ trên giường em nào lan tới đây chứ phải nói là tôi mới từ miệng cọp chạy trốn Thiệu Doãn cười to còn không quên sửa lời. Ô, oh, cô nào lợi hại như vậy làm cho tên cao thủ hái hoa là ông Lâm Trận bỏ chạy. Đuôi lông mày nhướng cao hoàn toàn không tin hắn. Cười quỷ dị Thiệu Doãn Cương thần thần bí bí quang ra vấn đề. Bà có biết ban ngày lúc chúng ta ở trong quán cà phê có một cô gương mặt xinh đẹp sáng người thướt tha không? Hắn nói không phải là cô em 80 điểm chứ. Cứ coi như người hắn nói cũng là người cô nghĩ đi. Ánh mắt lộ vẻ tò mò, Cô dùng sức gật đầu Rồi sao Sau khi bà rời đi cô ta tới gần tôi Vậy thì sao Cũng không phải lần đầu phụ nữ tới gần ông Không để ý tới ngắt lời của cô Thiệu Doãn tiếp tục nói Vì phong độ thân sĩ tôi đương nhiên nhận lời Sau khi cùng cô ta cả một buổi chiều Màn quan trọng tiếp theo Đương nhiên sẽ lên sàn Ông sau khi hái hoa Thể lực còn chưa khôi phục Lại bị cô em như sói như hổ Yêu cầu thêm một lần nữa Kết quả lực bất tòng tâm Ông xấu hổ chạy trôi chết à Hương trí bừng bừng Tự suy diễn quá trình phát sinh của câu chuyện Nam nhân bà Bà xem thường tôi hả Chuyện liên quan đến năng lực của hắn Thiệu doãn lập tức giữ gìn tôn nghiêm Được thôi ông okay, kể tiếp đi Cười trộm Đỗ Lan cũng không dám cùng đàn ông tranh luận Chuyện khả năng của hắn Đó là mặt mũi của đàn ông Thấy vẻ mặt cười như không cười của cô Thiệu doãn dùng đầu gối nghĩ cũng biết Trong đầu cô có ý niệm gì bất quá hắn lười tiếp tục tranh cãi dù sao sự thật thắng hùng biện nữ nhân từng cùng hắn ở cùng một chỗ mỗi người đều thật vừa lòng tóm lại là trong phòng khách sạn sau khi cô ta cởi sạch quần áo tôi bỏ chạy tổng kết đơn giản nói dối phụ nữ cởi sạch quần áo chờ ông ông tên ngựa được này lại không nhào tới ăn luôn người ta sao tôi cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết ông bảo cô tin tưởng loại chuyện này so với bảo cô tin heo biết bay còn khó hơn thản nhiên liếc cô một cái, thiệu doãn thở dài. Bà không thể yêu cầu tôi mưa móc cùng với một tên cấu tạo cơ thể sống tôi, tôi còn chưa có đạt tới cảnh giới đó. Đỗ Lan đang uống trà sữa, phun toàn bộ ra ngoài, kinh ngạc cười điên cuồng. Không thể nào, ông nói đùa hay nói thật? Bà nghĩ sao? Thiệu Doãn Cương chính mình cũng cảm thấy khó tin, nhịn không được cũng cười ha ha. Theo hiểu biết của cô với hắn, tên ngựa đực này gặp con gái tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên... Kỳ thật ông có thể chấp nhận một chút Dù sao trong tâm người ta chính là con gái chính gốc Vỗ vỗ vai hắn Đỗ Lan nói thẳng châm chọc Đi chết đi Khẩu vị ông đây không tốt như vậy Nam nhân bà này còn không đồng tình với hắn sao Tức cô diễu cợt trêu chọc Thiệu Doãn cố ý sảnh đồ ăn với cô Này ông có chừng mừng một chút Miệng không lớn bằng người ta Hắn ăn một ngụm Cô ăn hai Tranh cãi tạm thời quăng qua một bên Đỗ Lan gấp đến muốn rơi chân Động tác trên tay nhanh hơn một ít này, là tôi mang đến mà, bà kháng nghị cái búa. Vào địa bàn của tôi liên lạc của tôi, ông tránh qua một bên. Bà là thổ phỉ chuyển sinh à? Tại hiện trường, hai người triển khai một trận chiến tranh giành đồ ăn, cãi nhau ở Mỹ, tiếng cười không ngớt, giống như thời gian quay ngược về với cuộc sống vô lo thời trung học. Triệu tổng giám, mọi bạn thảo tôi đều lưu trong CD này, anh cứ xem, có vấn đề gì thì liên lạc với tôi. Đưa ra một cái CD, Đỗ Lan mỉm cười lịch sự, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Liên tục thức đêm làm việc, cô cuối cùng cũng vẽ xong toàn bộ nhân vật trò chơi. Hôm nay giao hàng xong, sau đó hẳn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã vài ngày, thở vào nhẹ nhõm. Đỗ Lan, anh tin tưởng tác phẩm của em. Tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật máy tính Quang Hoa, Triệu Văn Sơn cười khẽ tiếp nhận, không vội nhìn xem mà mở lời trước. Cô cũng sắp trưa rồi, cùng đi dùng cơm chứ, đôi mắt nhìn cô có tia lửa cực nóng khó phát hiện bởi vì cùng công ty này hợp tác nhiều lần tiếp xúc với triệu văn sơn nhã nhặn này cũng không ít coi như có chút quen thuộc đối với lời mời của hắn đỗ lan không suy nghĩ nhiều tự nhiên xếp vào loại ăn cơm với bạn bè nên sảng khoái đồng ý được tôi cũng đói rồi nhớ tới đồ ăn ngon bụng liền sôi sùng sục nhìn xuống bàn làm việc triệu văn sơn có chút ngượng ngùng à có thể phiền em đợi anh một chút được không có một số tài liệu cần xử lý gấp, không thể nói đi là đi. Không thành vấn đề, tôi đến nhà ăn chờ anh. Nhẹ nhàng cười nói, khoát tay, đỗ lan tiêu sái ra khỏi văn phòng của hắn. Tầm mắt nhìn theo thân ảnh thanh mảnh rời đi, Triệu Văn Sơn biết rằng chính mình đối với cô có hảo cảm. Từ vài lần tiếp xúc, hắn biết rõ tính tình cô sáng sủa, có chút nam tính trẻ con. Tính tình lại rộng rãi mà thẳng thắn, không có kiểu dịu dàng kiều mị như những cô gái bình thường nhưng hắn chính là tán thưởng cô thế là hắn quan sát thật lâu sau khi xác định cô không có bạn trai chính mình sẽ không trở thành người thứ ba cuối cùng hôm nay lấy dũng khí đưa ra lời mời cũng may cô không từ chối khiến hắn cảm thấy rất phấn khởi nếu thuận lợi không chừng từ nay về sau bọn họ có thể phát triển hơn bước vào nhà ăn đã có không ít người ở bên trong vừa ăn vừa xem tivi mọi người thảo luận thật sự sôi nổi mọi người cảm thấy đây là thật hay giả không khéo đây là gây scandal để nổi tiếng Ai bảo nam nhân vật chính là doanh nhân Quan tâm thật giả làm gì Gây scandal để dân chúng tầm thường như chúng ta rảnh rỗi có chuyện để tán gẫu Cũng coi như làm công đức vậy Mọi người mồm năm miệng mười khơi dậy lòng hiếu kỳ của Đỗ Lan. Nhìn lên màn hình TV, cô thấy một diễn viên điện ảnh cũng có chút nổi tiếng đang trả lời phỏng vấn. Một bộ vẻ mặt đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc, kể chuyện mình cùng tinh anh trên thương trường nào đó đang yêu nhau say đắm. Vừa nghe đến tinh anh trên thương trường, ngay cả đoán cũng không cần đoán, bởi vì TV đã trực tiếp đưa ảnh lên, rõ ràng chính là thiệu đại ngựa đực, thiệu doãn tiên sinh. Rất nhanh, hình ảnh lại chuyển tới ảnh chụp hai người ở bên đường hôn nồng nhiệt. Hai người cùng đi vào khách sạn mà đội paparazzi săn được. Chúng tôi bây giờ đang yêu nhau say đắm, giữa tình nhân với nhau có hành vi thân mật cũng không có gì không đúng mà. Trên TV là hình ảnh diễn viên Lâm Tư Nguyệt mềm mại đáp lại vấn đề ảnh chụp của phóng viên. Nhìn cô gái khó nén vẻ mặt ngọt ngào trên TV, Đỗ Lan không khỏi bội phục. Mới ngắn ngủi 10 ngày không gặp, danh sách hoa cỏ của tiện bại hoại đã từ người mẫu lần trước chuyển đến cô diễn viên này. Đúng là tốt thật. Cô người mẫu kia bây giờ chắc hẳn đang trốn trong nhà nước mắt ròng ròng rồi. Mới nghĩ như vậy, quả nhiên phóng viên đã quay lại đối mặt máy quay bắt đầu bà tám mối quan hệ của nam chính cùng bạn gái cũ người đàn ông xuất sắc như vậy nếu thật có thể chiếm được một thời gian khẳng định là kinh nghiệm không tệ em gái tiếp tân mơ mộng em gái à cái loại đàn ông này chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi kỳ thật cá tính thật đê tiện vỗ vỗ vai em gái tiếp tân đỗ lan nhịn không được muốn cứu vớt cô nàng miễn cho cô nàng lâm vào ảo tường chị à chị cũng không biết anh ta làm sao biết người ta đê tiện chứ em gái đối với anh đẹp trai mê mẩn mở miệng phản bác chính là bởi vì biết rất rõ nên mới nói hắn đê tiện, cố nhịn lời phê bình đã lên tới miệng, Đỗ Lan nhún vai, không dám nói, cô quen biết tên tinh anh kia trên tivi, chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ bị một đám người tò mò vây quanh tra hỏi. Loại đàn ông làm tiền này, mỗi người đều phong lưu hoa tâm, có kẻ nào không đê tiện. Anh dai nào đó nhảy ra, đứng về phía Đỗ Lan. Phong lưu hoa tâm cũng phải có tiền vốn, người ta đẹp trai, anh tuấn lại nhiều tiền, không phải loại đàn ông bình thường như mấy anh có thể so sánh được phe chị em phụ nữ vẫn duy trì quan điểm. Lời này đã hạ thấp toàn bộ đàn ông trong ti rồi đấy, chúng tôi làm sao mà kém hơn. Người thật việc thật, sao còn sợ người khác nói? Đến lúc này, nam nữ đại chiến, đến nỗi đỗ lan không cẩn thận khơi mào đại hòa để tránh bị đạn bắn trúng, lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa phòng ăn. Vừa lúc gặp Triệu Văn Sơn đã xử lý công việc xong đi tới, lập tức chạy nhanh qua, vội vàng kéo hắn đi ra ngoài. Tránh mau, bên trong đang bùng nổ chiến tranh, đừng ngu ngốc đi làm vật hy sinh trụ sở công ty đông hạo anh cả anh đi chỗ nào vậy xe lăn vừa vào văn phòng tổng tài thiệu doãn đợi cả buổi lập tức đứng lên doãn à em còn chưa đi dùng cơm sao nhìn thấy hắn khuôn mặt nhã nhặn ôn hòa của thiệu thiên không phải không có kinh ngạc em trai này của hắn bốn không nhịn đói được hiện tại đã hơn mười hai giờ trưa hắn thế nhưng còn chưa đi ăn cơm hôm nay là làm sao vậy chờ anh cùng đi dùng bữa Quang ra một cái xem thường Thiệu Doãn cực kỳ ai oán Mẹ đắn hôm nay tình cảm anh em dân trào Muốn tìm anh cả đi ăn một bữa Ai ngờ người này ngồi xe lăn So với có hai cái chân còn chạy nhanh hơn Không biết đi đến chỗ nào Để hắn ôm bụng đói chờ người Tìm anh ăn cơm à Anh còn chưa đói đâu Thiệu Thiên hứng thú cười Dù sao vừa được tiếp tế một cái xanh vừa lớn lại vừa ngon Hơn nữa hương vị rất giống với người nào đó Trong nhà bọn họ làm cho nên bụng hắn bây giờ còn cách tình trạng đói một khoảng anh cả bao tử anh là cục đá sao bây giờ đã lúc nào rồi còn không đói à thiệu doãn hoàn toàn không tin vừa mới có vị tiểu thư tiếp tế cho anh một cái xanh đích ăn cũng không tệ lắm cười cười nói ra nguyên nhân anh cả anh không nói lộn chứ trong công ty đông hạo chúng ta có nhân viên nữ nào không biết anh còn mời anh ăn loại xanh đích mười đồng một cái hả anh lại nói ăn cũng không tệ Nghe vậy, thiệu doãn thiếu chút nữa không nhịn được cười. Cho dù cô ta muốn câu anh, ít nhất cũng hào phóng một chút chứ. Xanh đuyết sao, anh đừng làm em mắc cười. Không phải loại mười đồng một cái. Cười nhẹ, sửa lại. Là tự làm. Hơn nữa anh đoán người làm xanh đuyết đó, chúng ta đều rất quen thuộc. Anh cả, có gì nói thẳng đi, em bị anh quay không biết đường mò. Nhíu mày, thiệu doãn lười nghe hắn nói lòng vòng. Thật không kiên nhẫn, liếc mắt dò xét một cái. Thiệu Thiên bất đắc dĩ cười. Hôm nay công ty không phải triệu tập nhân viên mới sao? Anh vừa mới gặp vị tiểu thư Doãn nhân đề cử. Chính cô ấy mời anh ăn sanh đích. Hơn được anh đoán cái sanh đích kia là dọn nhân làm cho cô ấy. Cái gì? Anh gặp cô gái lần đầu tiên lão tam thấy hứng thú trong đời sao? Thiệu Doãn cương mở to mắt, vội vàng nói rõ. Bộ dạng như thế nào? Hai ngày trước, lão tam về nhà nhắc tới sự tồn tại của cô nàng này trước mặt bọn nọ. Hắn đã rất hiếu kỳ rồi, Thật sự là tiêu chuẩn của hội viên hiệp hội bề ngoài, câu đầu tiên đã hỏi người ta bộ dạng thế nào. Thiệu Thiên lắc đầu thở dài. Là cô bé thật đáng yêu lại thân thiết. Em biết rồi, ý là muốn hỏi bộ dạng như thế nào. Bị chụp lên mấy chữ, đáng yêu lại thân thiết, cũng đủ để người ta biết không phải loại mỹ nhân xinh đẹp dạng người gì. Nói hương nói vượn gì đấy? Cười mắng một tiếng, Thiệu Thiên đuổi người. Không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Nói cũng đúng, chúng ta đi ăn cơm vạn tuế vẫn là lo cho cái bụng trước. Thiệu Doãn sang sàng cười to, đẩy xe lăn bay bay lại thang máy. Doãn Cương, em làm cái gì đấy? Anh không đói, em tự đi đi. Anh cả, anh kể chuyện cười gì vậy? Em bỏ qua hẹn ăn trưa với diễn viên điện ảnh, chờ anh lâu như vậy. Anh lại muốn em chịu cái loại cô đơn đau khổ khi đi ăn cơm một mình sao? Cho dù không đói bụng, tôi xấu gì cũng phải góp mặt cho đủ nhân số. Lập tức, tiện phôi nào đó theo lệnh anh cả, đẩy xe lăn, cười ha ha chạy tới chỗ có đồ ăn ngon. Trong nhà ăn khách sạn năm sao nổi tiếng ngon miệng nọ, hai người đàn ông đều anh Tuấn đang thoải mái thưởng thức cơm trưa, còn thỉnh thoảng mỉm cười nói chuyện với nhau. Hơi thở trên người họ phát ra tràn ngập khí chất của xã hội thượng lưu, hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy cô gái xinh đẹp thùy mị. Chính là mỗi khi tầm mắt nhóm thục nữ rơi xuống xe lăn dưới chân người nam nhân ôn hòa nhã nhặn, cử chỉ lịch sự, đều nhịn không được khẽ thở dài. Đàn ông chất lượng tốt như vậy, chỉ tiếc lại là người tàn tật. Đối với ánh mắt kinh ngạc tiếc hận của người ngoài, Thiệu Thiên như là không hề cảm thấy được, vẻ mặt vẫn ôn hòa tươi cười, nghe chuyện phong lưu gần đây của em trai. rõ nà, em thật sự nên quyết định đi, tiếp tục như vậy không phải là cách. Cười thở dài, Thiệu Thiên không phải không biết mấy ngày gần đây em trai hắn lại dính sức căng đan với một cô diễn viên điện ảnh, đều lên trang nhất báo chí mỗi ngày, muốn không biết cũng không được. Cười quái dị một tiếng, Thiệu Doãn liếc mắt mờ ám nói. Anh cả, anh đang nói giận với em sao em làm sao có thể tự đi mua dây thừng về thắt cổ chứ loại chuyện tự chui đầu vào dọ ngu xuẩn này hắn còn lâu mới làm mỗi khi nói đến chuyện này hắn luôn tỏ thái độ cả lơ vất vơ như vậy làm cho thiệu thiên thật sự bó tay với hắn em cũng ba mươi rồi là lúc nên tìm cô gái tốt mà ổn định lại cười yếu ớt khuyên bảo khoan đã em còn hai ngày mới tới sinh nhật bây giờ còn là 29 chín tuổi lập tức bảo vệ tuổi thật của mình tuyệt không đồng ý bị nói quá một tuổi nghe vậy thiệu thiên buồn cười cũng không phải phụ nữ để ý như vậy làm gì nói đến sinh nhật nam nhân bà đỗ lan này còn chưa đưa quà cho em đột nhiên nhớ đến thiệu doãn kêu to người này sẽ không cố ý làm bộ quên mất không tặng chứ em hàng năm đều đòi quà từ đỗ học muội ngay cả mấy năm trước ở nước ngoài cũng thế anh nghĩ em ấy tổn thất nghiêm trọng hẳn là sẽ không dễ dàng quên như vậy nhịn không được nói giỡn, trêu chọc đứa em trai cô gái nào đưa quà cũng không thèm để ý, lại nhất quyết đòi sống đòi chết quà của Đỗ Lan này. Anh cả, anh nói như vậy là không đúng rồi, em cứng rắn muốn cô ấy tặng quà là vì kích thích cảm hứng sáng tạo cho cô ấy. Vô cùng ủy khuất giải thích vì chính mình tìm một lý do vĩ đại. Nhớ tới những món quà Đỗ Lan tặng trưng bày trong phòng thiệu doãn, thiệu thiên nhịn không được nở nụ cười. Thật mệt cho em có thể nghĩ ra lý do như vậy. Vì bạn bè, hình tượng quý giá của em cũng để cô ấy trả đạp. Bắt đầu cảm thán tấm lòng rộng lượng của chính mình. Chú mày còn có hình tượng sao? Lúc hắn đang định nói tiếp, đột nhiên một khuôn mặt không xa lạ lọt vào tầm mắt khiến Thiệu Thiên không tự giác nhìn kỹ lại vài lần. Anh cả, anh nhìn gì vậy? Phát hiện lực chú ý của hắn bị rời đi, Thiệu Doãn quay đầu nhìn theo. Là Đỗ Lan, anh hẳn là không nhìn lầm chứ? Thiệu Thiên nhẹ cười hỏi, mà lúc này Đỗ Lan bên kia cũng không phát hiện ra bọn họ. Sau khi vui vẻ cùng Triệu Văn Sơn dùng cơm, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà hàng. Thật đúng là khéo, không ngờ sẽ gặp cô ấy ở đây. Bất quá người kia là ai vậy? Không đuổi theo chào hỏi, nhìn theo thân ảnh của hai người rời đi, Thiệu Doãn ngược lại đặt câu hỏi đối với anh cả nhà mình. Hắn dám lấy toàn bộ gia sản ra đánh cược, gã kia nhất định có ý với nam nhân bà. Bởi vì ánh sáng trong mắt gã đó, cao thủ tình trường như hắn, thật sự rất quen thuộc. Còn có, nam nhân bà lúc nào quen biết một tên đàn ông như vậy, sao chưa từng nghe cô nhắc đến. Mệt hắn mỗi lần quen bạn gái, cô đều rành mạch, bản thân cô lại giấu không nói với hắn, có còn xem hắn là bạn bè hay không. Nhất thời, thiệu doãn buồn bực. Trong không khí, hình như vẳng vất có mùi giấm chua. Thản nhiên liếc nhìn em trai nhà mình, thiệu thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Có lẽ sợi dây thường kia từ mười mấy năm trước đã bỏ lên cổ của Doãn, nếu không mà hắn làm gì mà lại thối đến như vậy. Lúc này, Thiệu Thiên đột nhiên có tâm tình xem kịch vui. Ban đêm, chuông cửa nhà trọ lại một lần nữa vang lên ở Mỹ. Lúc Đỗ Lan chạy đi mở cửa thì trong tay đang cầm cọ vẽ, đầu tóc ngắn rối tung như tổ quả, hai má không biết dính màu từ lúc nào. Nam nhân bà, bà già quỷ dọa người hả? Thiệu Doãn cả ngày buồn bực sau khi mở cửa ra nhìn thấy bộ dạng của cô đột nhiên có tâm tình nói giỡn. Đi chết đi, miệng thối không nói được lời dễ nghe làm quà sinh nhật cho hắn lại bị hắn trêu chọc, có thiên lý không vậy? Ý bảo hắn tự tiện, Đỗ Lan trở lại phòng làm việc tôi cho xong vài nét cuối cùng. Thiệu Doãn sớm có thói quen đem chỗ ở của người ta biến thành địa bàn của mình, muốn làm gì thì làm, trực tiếp quăng mình nằm xuống sofa. Hắn không ngốc tới nỗi đi theo vào phòng làm việc của cô, bởi vì chỗ đó là cấm địa. Bất cứ kẻ nào muốn xông vào đều bị cô cho ăn cực hình. Còn nhớ có một lần hắn không rõ đầu đuôi xông vào, kết quả... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, tóm lại từ lần đó trở đi, hắn khắc ghi trong lòng không dám tái phạm. Đợi cả buổi, thấy cô còn chưa đi ra, thiệu doãn nhàm chán bắt đầu hô to. Nam nhân bà, bà đang làm cái gì vậy, còn không mau ra đây, sao có thể bỏ lơ khách hứa như vậy chứ? Tiện bại hoại, ông thật đàm mỹ, tôi đang làm quà sinh nhật cho ông, hay là ông không muốn nữa? Từ phòng làm việc truyền ra lời nói uy hiếp. Thiệu Doãn vừa nghe, không dám nhiều lời nữa, nhưng nhớ đến chuyện dùng cơm giữa trưa hắn lại không nín được nam nhân bà bà hôm nay có ra ngoài phải không nói bóng nói gió hỏi thăm hắn biết cô bình thường hầu như luôn trốn trong nhà làm việc lại là loại động vật hoạt động về đêm muốn cô ban ngày đi ra ngoài dường như rất khó hôm nay đến tột cùng là vì chuyện gì chẳng lẽ là vì có hẹn với tên kia sao ồ sao ông biết ông là thầy bói thiệu đại sư à trong phòng làm việc chuyển đến giọng nói có chút kinh ngạc không để ý tới ngạc nhiên của cô, tiếp tục tra hỏi. "Hiếm khi thấy bà ban ngày ra đường, là làm gì vậy?" "Tôi vừa làm xong một đơn đặt hàng, đem bản thảo đưa đến công ty." Không chú ý đến quan tâm khác lạ của hắn, Đỗ Lan thoải mái cười trả lời. "Không phải đi gặp người nào sao?" "Gặp người nào á? Không có." Chuyện nam nhân bà cùng tên kia gặp mặt, thế nhưng lại cố ý giấu hắn, Thiệu Doãn cảm thấy có chút mất mát cùng tức giận vì không được tin tưởng. Đúng vậy, chính là tức giận. Nguyên nhân tức giận không hẳn chỉ có chuyện cô giấu giếm hắn, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định ngọn lửa bức bối kia từ giữa trưa vẫn cháy đến bây giờ. Tiện bại bại, ông không thoải mái sao? Sao mặt khó coi như vậy? Cuối cùng làm xong, Đỗ Lan mới từ phòng làm việc đi ra, liền nhìn thấy hắn, mặt mày xanh mét nằm trên sofa. Chẳng lẽ thân thể mình đồng ra sát này của hắn cũng có một ngày vi khuẩn xâm nhập được sao? Rốt cuộc vi khuẩn bệnh gì mà lợi hại đến vậy Hẳn là nên chạy đi báo cáo cho trung tâm sinh hóa quốc gia đến lấy mẫu Đem chúng nó bồi dưỡng thành vũ khí sinh hóa phục vụ quân đội Mặc dù trong đầu loạn chuyển một đồng ý tưởng tào lao Cô vẫn phát huy tinh thần yêu đồng bào Một tay đặt lên trán hắn Một tay đặt lên trán mình Không phát sốt Vậy tên này trưng ra mặt thối làm gì nhỉ Này ông mặt mâm cho ai xem thế Mặc kệ hắn gương mặt như người chết Đỗ Lan ngồi xuống sofa đơn Chuyên dụng của cô Nam nhân bà tôi hỏi lại Bà giữa trưa thực sự không cùng tên đàn ông nào Ở nhà hàng gặp mặt ăn cơm chứ Xoay người ngồi dậy Đơn giản đem thời gian nhân vật địa điểm Nhấn mạnh nói ra Nghe vậy cô đầu tiên là sửng sốt Lập tức vỗ tay kêu to a à, tôi giữa trưa quả thật cùng người bạn Đến nhà hàng ăn cơm Tiện bại hoại ông thật đúng là thần thông quảng đại Đối với hành tung của tôi rõ như lòng bàn tay Vậy bà vừa rồi còn nói không gặp ai Khó chịu chỉ trích cô nói dối Tôi là đi công ty đưa bản thảo Rồi triệu tổng kia Mới thuận miệng mời tôi ăn cơm Mục tiêu của tôi là đưa CD bản thảo Cũng không phải là đi gặp riêng hắn Đương nhiên không thuộc phạm vi đi gặp người mà ông nói Như vậy ông hiểu chưa Quái lạ Tiện bại hoại để ý cô ra ngoài gặp ai như vậy làm gì Cũng không phải ba cô quản nhiều như vậy Bất quá Hắn làm sao mà biết cô cùng triệu văn sơn đi ăn cơm chứ tiện bại bại ông lúc đó cũng ở nhà hàng à nếu không sao lại rõ ràng như vậy cùng anh cả nhà tôi dùng cơm là anh ấy nhận ra bà nghe xong giải thích của cô thiệu doãn tuy rằng tâm tình cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn mang chút buồn bực à học trưởng đã ở đó sao vậy sao ông không gọi tôi chứ người ta đã lâu không nhìn thấy gương mặt nhã nhặn dễ xem của học trưởng rồi có còn là bạn bè hay không hả Phát hiện chính mình bỏ lỡ cơ hội thưởng thức trai đẹp, Đỗ Lan khó chịu ra mặt, tống cho hắn một cước. Từ lời cô nói, Thiệu Doãn hiểu được, cô khẳng định là còn chưa có tình cảm gì với tên Triệu Tổng kia, nếu không cũng sẽ không hào phóng hoan ngay người khác đến quấy rầy thế giới hai người như vậy. Vừa nghĩ đến đó, tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt lên, buồn bực cùng khó chịu vừa rồi hoàn toàn biến mất, cũng có cảm xúc muốn cười. Nam nhân bà, tôi cùng anh cả là anh em ruột, diện mạo cũng không khác nhau lắm, Bà muốn nhìn anh ấy không bằng nhìn tôi này Tôi hy sinh một chút để cho ánh mắt bà trà đạp cũng được Cười to né tránh cú đá của cô Còn không quên ưỡn ngực Khoe ra thân thể hoàn mỹ của mình Mắt tôi bị mù mới nhìn ông Ông có thể so sánh với học trưởng sao khinh thường phỉ nhổ Ít ra cũng có thể hơn tên triệu tổng giám kia chứ Tuân thủ truyền thống tốt đẹp Anh em hòa thuận Không dám hạ thấp anh cả nhà mình Đành phải lôi người khác vào thế chỗ làm bộ tỉ mỉ chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, Đỗ Lan lại gật đầu đồng ý. So sánh bề ngoài, Triệu Tổng quả thật so ra kém hơn ông. Dừng một chút, tiếp theo bổ sung thêm một câu. Nhưng mà so sánh đạo đức, ông chỉ có nước bị đá ra biển hóng gió. Nam nhân bà, bà chưa từng nghe, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu sao. Tôi cùng lắm chỉ là bồi dưỡng bản thân, trở thành người chị em mê nhất thôi. Đáng giận, nam nhân bà đánh giá tên triệu tổng kia giống như biết rõ lắm, thật khiến cho người ta không thoải mái à kéo dài một tiếng đỗ lan nhàm chán nói vậy mời ông tiếp tục bồi dưỡng tăng công lực bản thân bất quá tôi đối với đàn ông thối như ông không có hứng thú vô nghĩa bởi vì bà không phải con gái đương nhiên không có hứng thú cực kỳ âm ngoan bắn ra tên độc ông muốn chết à mãnh liệt tung cước bà muốn mưu sát thằng nhỏ của tôi sao thấy tình hình như vậy hắn nhanh chóng nhảy tránh bảo vệ hạnh phúc tương lai nếu thật có thể thành công đó cũng là làm công đức cười lạnh trích lại đỗ lan vẫn cảm thấy hắn phá hoại nhiều cô gái quá nếu thật để bà thành công đài bắc sẽ ngập lụt mất hắn sâu xa lắc đầu thằng nhỏ của ông liên quan gì tới ngập lụt tên này khi nào lại gánh trọng trách mưa thuận gió hòa quốc thái dân an vậy nếu tôi thực bị bà làm cho phế, phụ nữ biết tôi chắc chắn sẽ rơi lệ thành hàng, vậy cũng đủ so sánh với bão Nazi rồi. Hắn bảo trọng thân thể là suy nghĩ cho nhân dân Đài Bắc. Vậy mà ông cũng nói được. Cười thối một ngụm, cô lười cùng hắn nói nhảm. Thấy sofa không còn nguy hiểm nữa, thiệu doãn mới lại ngồi xuống. Được rồi, hôm nay là gió gì thổi thiểu đại công tử ông tới đây vậy? Nhớ nháo lâu như vậy Hình như cũng chưa nghe hắn nói ra tại sao lại đến Bình thường vào lúc này Hắn không phải đang lêu lỏng với mấy em sao Không có việc gì không thể tới tìm bà sao Thiệu doãn liếc cô một cái Dù sao cũng không thể nói Hắn vì ban ngày thấy cô dùng cơm với đàn ông Vẫn canh cánh trong lòng mà chạy tới chất vấn Tự dưng bị hắn trừng mắt Đỗ Lan cảm thấy thật sự là oan uổng Hỏi một chút cũng không được Tiện bại hoại hôm nay ông là lạ đấy Đầu tiên là bản mặt bánh bao, hỏi cô mấy chuyện lạt vặt, rồi sau đó lại vui vẻ cùng cô đầu võ mồm. Bây giờ, giọng điệu lại thay đổi như vậy. Hắn là đã đến thời kỳ tiền mãn kinh của Nam giới sao? Tôi lạ hồi nào? Nhún vai, Đỗ Lan thông minh không tranh luận với hắn. Dù sao người say rượu luôn nói mình không say, bệnh nhân tâm thần lúc nào cũng nói người khác mới điên. Hắn nói không có thì cứ không có đi cho hắn vui không muốn tiếp tục chủ đề này thiệu doãn nhanh chóng đổi chủ đề lấy bản thân ra nói giỡn nam nhân bà anh cả nhà tôi hôm nay lại muốn tôi tìm một cô để mà ổn định lại bà nói có buồn cười hay không không đợi người ta cười chính mình đã ha ha cười trước thản nhiên liếc nhìn hắn một cái đỗ lan gật đầu phụ họa quả thật buồn cười tội gì đi hại con gái nhà người ta chứ người ta cũng có cha mẹ nuôi dưỡng mà này bà nói cũng độc quá đây trừng mắt kêu la cuối cùng nhịn không được cười to hơn nữa lại còn đồng ý với cô quả thật không nên liên lụy người khác vuốt cảm trầm ngâm bỗng nhiên hắn bộc phát ý tưởng không bằng bà hy sinh đi thiếu chút nữa ngã khỏi sofa đỗ lan kinh ngạc cười mắng ông đang nói nhảm cái gì đấy nam nhân bà bà ngẫm lại thế giới này trừ bỏ người nhà cũng chỉ có hai người chúng ta hiểu nhau nhất quen biết nhiều năm lại hòa hợp như vậy Tôi nghĩ trên đời này trừ bỏ đôi ta chắc không tìm ra người nào phù hợp với chúng ta như vậy. Sau này đều chúng ta đều đến 40 tuổi mà bà còn chưa gả, tôi còn chưa lấy. Vậy hai người chúng ta kết hợp, bà thấy sao? Càng nói càng thấy có lý, thiệu doãn hưng trí bừng bừng. Khóe miệng nhách lên nếp nhăn khả nghi, đỗ lan trịnh trọng lắc đầu cự tuyệt. Vị thiệu công tử này, ông đừng có nằm mơ, đây là việc không thể nào. Vì sao? Nam nhân bà là ghét bỏ hắn sao? Thứ nhất, Muốn tôi gả cho ông Tôi tình nguyện gả cho ma quỷ Nhớn mày nói ra lý do thứ nhất Không thể nào Họ hàng gần cấm thông hôn Bà vĩnh viễn không thể gả cho ma quỷ Sớm biết cô sẽ không nói gì hay Thiệu doãn binh đến tướng chặn Nước đến đất ngăn Phản ứng thật nhanh nhưng cũng thật độc Được lắm dám mắng cô Đỗ Lan cười lạnh Nói ra lý do thứ hai Thứ hai tôi còn chưa có phẩm hạnh tới mức nhân thú sao Nhân thú sao sao Nam nhân bà là có ý gì Thiệu doãn trong đầu đầy chấm hỏi Nhìn ra hắn ngơ ngác Đỗ Lan hắc hắc cười lạnh Ông ngay cả lý do thứ hai của tôi Cũng không thể lý giải Như vậy lý do thứ ba cũng không cần nói Lười biếng đứng dậy trở về phòng Chuẩn bị đi ngủ trước khi vào phòng Còn đặc biệt dặn dò Ông cứ tự nhiên đi nhờ đóng cửa cảm ơn Tiếng chưa dứt Người đã vào phòng để lại một kẻ đáng thương Chấm hỏi bay đầy trời Tìm không được lời giải đáp ngồi suy ngẫm nửa đêm thiệu doãn lái xe trở về căn nhà sang trọng ở núi dương minh vừa vào cửa liền theo thói quen tìm kiếm trong gian phòng làm việc quả thực bị hắn bắt gặp người không nghe lời anh cả xin hỏi bây giờ mấy giờ rồi hả dựa vào cửa hắn nhếch mi chất vấn nhìn đồng hồ trên tường thiệu thiên thật trấn tĩnh trả lời nửa đêm em trở về sớm khoanh tay thiệu doãn nhếch miệng cười chuyện đó cùng chuyện em trở về sớm hay muộn không liên quan có liên quan là giờ ngủ của anh. Tốt lắm, càng ngày càng giả ngu, anh cả khẳng định mỗi ngày bấm tay, chờ đến một khắc trước khi hắn về mới lên giường ngủ, làm bộ chính mình có tuân theo chỉ thị. Từ lời nói của anh có thể biết, anh xài chiêu này khẳng định đã lâu rồi. Bác sĩ Vương dặn dò thế nào, muốn anh ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày khôi phục thân thể khỏe mạnh một chút. Thế nhưng, anh lại vụng trộm thức đêm xử lý công sự. Xem ra, hắn nên bắt đầu canh giữ nghiêm ngặt mới được anh không phải là con nít nhẹ nhàng nói lên lập trường thiệu thiên cảm thấy thời gian nghỉ ngơi của mình không cần để người khác quản chế được anh không phải con nít nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ sớm một chút cho em đồng ý với lời nói của hắn những âm thanh nhanh chóng đẩy xe lăn hướng đến phòng thiệu thiên từng có nhiều kinh nghiệm biết phản đối vô hiệu thiệu thiên đành để hắn đẩy mình đi bất đắc dĩ cười hỏi đi đâu vậy sao hôm nay lại trở về sớm thế Bình thường không cùng phụ nữ lăn lộn đến 2 giờ sáng sẽ không về nhà, hôm nay sao lại khác thường vậy? Không về sớm sao có thể bắt quả tang anh chứ. Cười liếc mắt, Thiệu Doãn đầu tiên là chào khán một câu, sau đó mới thành thật trả lời. vừa mới mang một đầu đầy nghi vấn từ chỗ Đỗ Lan về, nam nhân bà kia nói chuyện khiến cho người ta không hiểu, cho nên về nhà sớm một chút bế quan suy nghĩ lại là đỗ lan trưa nay mới gặp người ta cùng đàn ông dùng cơm không ngờ buổi tối liền chờ không kịp chạy đến nhà người ta thằng nhóc này là có ý gì đây thiệu thiên nghiền ngẫm nở nụ cười cũng không tiện hỏi nhiều tùy ý mình bị đuổi về phòng anh cả em ôm anh không cần anh tự làm được xua tay từ chối giúp đỡ thiệu thiên cố gắng hết sức dựa vào lực tay nâng thân thể đem bản thân chuyển lên giường nhiều năm như vậy, bản thân hắn cũng sớm quen, anh cả là người tàn tật, nhưng mỗi khi nhìn thấy động tác dễ dàng đối với người bình thường, anh lại phải cố sức như vậy mới làm được, trong lòng Thiệu Doãn không khỏi chua chát. "Doãn Cương, em lúc nãy nói Đỗ Lan nói gì làm em không hiểu hả?" À? Nhận thấy tâm trạng em trai, Thiệu Tiên nhẹ mỉm cười, muốn rời đi sự chú ý của hắn nhìn gặp mắt chú ý cười ôn hòa trong lòng thiệu doãn hiểu được lập tức thuận theo cười nói ra đối thoại độc mồm độc miệng với đỗ lan ở nhà trọ cuối cùng khó hiểu đặt câu hỏi anh cả nam nhân bà nói nhân thú giao là có ý gì biết cô nhất định là mắng hắn nhưng hắn chính là nghĩ không ra mắng cái gì tâm tư anh cả tinh tế hơn hắn nhất định có thể nhìn ra ẩn khúc trong đó động não một chút thiệu thiên không khỏi cười khẽ thẩm than em trai này của hắn bình thường thông minh nhanh nhảy sau gặp đỗ lan liền trở nên chỉ độn rồi này anh cả anh cười cái gì vậy đáng giận anh cả nhất định đã nghĩ ra mấu chốt nằm ở chỗ nào rõ nà em nói đỗ lan bình thường hay mắng em như thế nào nhất nén cười cuối cùng hảo tâm chỉ điểm bến mê cho hắn tiện bại hoại không chút do dự trả lời ngoại trừ cái này ra xem hắn trả lời nhanh chóng lưu loát như vậy có thể thấy được ngày thường bị mắng thành quen à Chầm ngâm một chút cuối cùng nghĩ đến một từ ngựa đực tốt lắm em trả lời rồi đó cho hắn một ánh mắt khen ngợi thiệu thiên kéo chăn tự mình thoải mái nằm xuống nếu đã như vậy sau khi kết hôn cùng em trên giường không phải nhân thú giao là gì ái trà đỗ lan này mắng người cũng thật là độc binh băng Tiếng trả lời đúng vang lên, câu đố cuối cùng được giải, sáng tỏ mọi chuyện. Trong lòng thiệu doãn giờ khóc giờ cười. Nam nhân bà này thật đáng đánh đòn. Hai ngày sau, buổi chiều trụ sở công ty Đông Hạo, trong văn phòng phó tổng tài vang lên một tiếng cười sang sàng khủng bố. Nam nhân bà Đỗ Lan này đúng là ý tưởng cuồn cuộn không dứt. Mở bưu phẩm chuyển phát thư ký vừa đưa ra, thiệu doãn cương vừa cầm bức tượng đáng yêu trong hộp lên, liền cười không dứt chỉ thấy bức tượng chiến sĩ dung mạo đặc biệt giống thiệu doãn khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có khả năng nhận ra đây chính là phiên bản của hắn bức tượng chiến sĩ ở tư thế quỳ khiêng trên vai tên lửa hình bao cao su nhằm vào mục tiêu phía trước đang tập trung tinh thần chuẩn bị tấn công mà bên cạnh chiến sĩ còn có một thùng vũ khí trên thùng viết mấy chữ ngân hàng tinh trùng di động to đùng bên trong chứa đầy tên lửa hình bao cao su còn có vài cái rơi rớt trên mặt đất, trong đó có một quả tên lửa có vết sách, từ vết sách lại chui ra một con nòng nọc. tuy rằng cô lại châm chọc hắn, nhưng thiệu doãn lại càng nhìn càng thấy thú vị, yêu thích không buông tay. còn nhớ năm nhất trung học, quà sinh nhật cô đưa chính là tượng hình quốc vương, dựa trên dung mạo của hắn, đầu đội vương miện, vẻ mặt canh kiệu, dẫm lên chúng nữ sinh đang phủ phục bên dưới, mà quả đen được lò so đỡ, bay qua bay lại trên đầu hắn, chuẩn xác hạ xuống một đồng phân. Sau đó, năm 2, năm 3, những năm sau đó, tạo hình mỗi bức tượng khác nhau đều rất sống động, chủ đề đều lấy quan hệ nam nữ cùng khả năng của hắn mà châm chọc. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được muốn cười, bội phục cô nhiều năm như vậy mà vẫn còn ý tưởng để móc hắn, xem như không đơn giản. Đợi án lớn tuổi, sau khi thu thập đủ nhiều, không chừng còn có thể mở triển lãm. Thật cẩn thận, đem bức tượng đáng yêu để trên bàn làm việc. Thiệu Doãn cấp tốc điện thoại tìm người. Qua hai tiếng tút, điện thoại đã được bắt máy. Tiện bại hoại, tôi biết ông nhận được quà thật cảm động, không cần cảm động đến rơi nước mắt. Tới sinh nhật tôi, tặng lại vài cổ phiếu của công ty ông là được rồi. Người đầu kia hiển nhiên đã tính toán trước, biết hắn nhất định sẽ gọi điện đến, lại thật không biết xấu hổ, muốn nhỏ đổi lớn. Lấy tưởng đất sét đổi lấy cổ phiếu giá trị hơn 10 vạn. Bà muốn chết à? Trên đời làm gì có đầu tư có lợi như vậy? Nếu có, tôi tuyệt đối chạy trốn đầu tiên. Thiệu Doãn cười quái dị. Nếu đã như vậy, chúng ta không còn chuyện gì để nói, tạm biệt. Này này, đừng thực tế như vậy chứ. Ngăn cô các điện thoại. Hôm nay sinh nhật tôi, buổi tối mời bà ăn đại tiệc, được không? Ừ, thiệu công tử, chúng nữ tranh đoạt sức đầu mẻ trán của chúng ta, sinh nhật lại không có em nào chúc mừng sao? Ông từ lúc nào giá trị thấp như vậy? Nhiều lời, một câu thôi, buồn hay không? Thiệu Doãn cười mắng trên thực tế gần đây diễn viên điện ảnh lâm tư nguyệt công bố ảnh chụp hai người với giới truyền thông tuyên bố hai người đang hẹn hò nhưng mấy ngày nay hắn đã phiền chán hành động của cô ta không muốn tiếp tục nữa kỳ thật sau khi bọn họ ở nhà người bạn quen biết vẫn là cô ta chủ động quấn lấy lúc ấy hắn nghĩ chơi đùa cũng được trước khi hẹn hò đã đem quy tắc trò chơi nói rất rõ ràng hai bên không phải quan hệ nghiêm túc khi không muốn tiếp tục nữa lúc nào cũng có thể chấm dứt nào biết hai người qua lại chưa được ba tuần, cô diễn viên này lại đi loan tin bốn phía nói cái gì hai người bạn họ yêu nhau say đắm, mà khi đối mặt máy quay, cô ta lại trưng ra bộ dáng tình yêu hạnh phúc, làm như sắp bước vào lễ đường đến nơi. nực cười, cô ta muốn đánh bóng tên tuổi, hắn không phản đối, dù sao cũng là lợi dụng lẫn nhau, không sao. nhưng mấy ngày gần đây biểu hiện cũng hơi quá đáng rồi. ngay cả người không hay xem tin lá cải như anh cả cũng biết được, có thể thấy cô ta tung tin hăng hái cỡ nào hắn không rảnh gây sóng gió trên truyền thông cùng cô ta là lúc nên kéo dài khoảng cách giữa hai người. Có người mời, sao lại không đi chứ? Người ở đầu kia điện thoại cười nói có vẻ rất gian xảo. Tốt lắm, buổi tối tôi đi tiếp bà. Thu hồi suy nghĩ, hắn cười đáp. Được, bye bye. Ngắt máy, thiệu doãn lập tức cầm điện thoại nội bộ lên dặn dò. Thư ký Trần, phiền cô lập tức thông báo với Lâm Tư Nguyệt tiểu thư, hủy bỏ cái hẹn đêm nay của chúng ta. Cảm ơn. Trước đem cho tôi một phần cơm tôm hùm đặc biệt, sau đó là hải sản hấp, vịt quay Bắc Kinh, vi cá kho tàu, bao ngư hầm, gà luộc, ngỗng quay. Về phần món phụ thì thái cực dụ bùn, lệ phổ thủ giác, các thức xíu mại, liên song bao, tiên tôm giáo. Món ngọt sẽ là tổ yến trưng đường phèn, xoài hạnh nhân đậu hũ. Trong nhà hàng cao cấp, Đỗ Lan một hơi đọc một loạt tên đồ ăn, khiến phục vụ đứng một bên há hốc mồm, không biết có nên ghi nhớ hết hay không. Không sao, Cậu cứ nhớ kỹ rồi đem từng món lên Đến lúc đó có người ăn không vào Tôi liền cán cho vào Thiệu Doãn khoanh tay cười lạnh Vẻ mặt nghiêm túc À nói đùa thôi đừng tự thật Cho tôi một phần cơm tôm hùm đặc biệt là được rồi Đỗ Lan giật mình nhanh chóng sửa miệng Nếu không để tiện bại hoại này nói xong Chỉ sợ hắn thật sự đem y hiếp làm thật Đến lúc đó cô sẽ thảm Xem như cô thức thời Cười thầm một tiếng Hắn lật xem thực đơn Làm ơn cho tôi một phần bít tết Một chai vang đỏ năm 579 còn món ngọt Nam nhân bà, bà muốn ăn cái gì? Tiramisu Được, một cái tiramisu Tôi còn muốn kem sô-cô-la Được, lại một phần kem sô-cô-la Thiệu giãn liếc nhìn cô một cái Nam nhân bà còn muốn ăn gì nữa Nghĩ cô là heo sao Vừa rồi gọi một đống kia Kỳ thực là nói giỡn Hắn nghĩ cô ăn như vậy sao Lắc đầu đỗ lan trợn mắt Tạm thời như vậy thu hồi thực đơn, phục vụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lui xuống. Thấy phục vụ rời đi, tại góc khuất không khí ưu nhã này, Đỗ Lan thấp giọng cười hỏi. Tiện bại bại, hôm qua tôi xem tin tức mới nghe cái cô Lâm Tư Nguyệt kia tuyên bố hôm nay cùng ăn mừng sinh nhật ông, giờ sao lại thành như vậy? Bà nghĩ sao? Cười mờ ám, không trả lời ngay. Một ngày nào đó, ông sẽ bị chị em phụ nữ băm thay vạn đoạn Chiều theo tốc độ đá bạn gái của hắn, không bao lâu, hơn phân nửa phụ nữ ở Đài Bắc sẽ tạo thành liên minh những người thất tình xử lý hắn. Nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này, Thiệu Doãn hướng đầu về phía cô. "Nam nhân bà, bà đừng nói với tôi, tôi còn chưa tìm bà tính sổ." "Tôi á?" Ngón tay chỉ chính mình, vẻ mặt vô tội. "Tôi làm gì mà chọc tới ông?" "Hai ngày trước, bà mắng tôi." Buồn bực nhớ lại, Đỗ Lan cuối cùng cũng nhớ ra ác ý mỉm cười Ông cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Đi chết đi, nam nhân bà. Thiệu Doãn mắng, thật sự bó tay với cô. Hai người vừa cười vừa nói chuyện trong chốc lát, không bao lâu, phục vụ đã đưa đồ ăn ngon lên, cũng rót cho hai người, ly vang đỏ màu đẹp như ruby. Nể tình ông mời tôi ăn bữa tiệc này, liền chúc ông sinh nhật vui vẻ. Nâng chén chúc mừng, Đỗ Lan tự giác thực hiện đạo nghĩa của người được mời ăn. Cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ không mời, cô liền không thèm chúc sao? còn nói quen biết mười mấy năm, tất cả đều là uổng phí. Thiện Doãn chán nản. Hôm nay là sinh nhật tôi, bà có thể cho tôi chút mặt mũi được không? Quang ra cái nhìn xem thường, xong vẫn nâng ly cạn với cô. Không nể mặt mà thèm nhận lời mời của ông sao? Vậy cũng dám nói. Sao lại không dám nào? Đột nhiên, bốp một tiếng, còn chưa biết đầu cua tay nheo gì, một cái tát nóng rát đã dán lên mặt cô tiện nhân không biết xấu hổ dám chen vào giữa tao và thiệu doãn cướp đi cái hẹn của tụi tao xem tao đánh chết mày tiếng nói chói tai nũng nịu vang lên cánh tay trắng bệch lại dơ cao đang muốn giáng xuống một cái tát nữa lâm tư nguyệt cô làm cái gì vậy không biết tại sao cô ta lại xuất hiện trong này thiệu doãn tức giận rít gào nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay cô ta doãn cương anh vì tiện nhân không có chút nữ tính này bỏ qua em sao sao anh có thể làm vậy Lâm Tư Nguyệt khóc lóc om sòm kêu than đem lực chú ý trong toàn bộ nhà hàng tập trung lại chỗ này. Nam nhân bà, bà không sao chứ? Mẹ nó, Lâm Tư Nguyệt, cô đừng có làm chuyện mất mặt. Một bên xem xét tình hình của Đỗ Lan, một bên lại muốn ngăn cản cô ả đang quấy rối, thiệu doãn trong dốc lát, bận tối mày tối mặt. Sao bay đầy đầu từ từ mất đi, Đỗ Lan cuối cùng thấy được cô ả không để ý hình tượng, cãi lộn ở Mỹ kia đã cho cô một cái tát, nhất thời trừ bỏ cảm giác không biết nên khóc hay cười, cũng có một cỗ tức giận thâm trầm dâng lên từ từ. Mẹ nó, từ bé tới lớn, trong đời lần đầu tiên bị người ta tát, ngay cả cha mẹ cũng không nỡ đánh cô, cô hả này lại dám động đến cô sao? Thủ này không báo không phải quân tử, đỗ lan cô cũng không phải là người lương thiện gì. Tiện bại hoại, làm cô ta trật tự. Nói chưa dứt, cô đột nhiên đứng dậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cho cô ta một cái tát. Đê tiện, tưởng đỗ lan này dễ chọc sao tưởng khóc lóc om sòm là có thể trị được người khác sao có gan đi tát tiện bại hoại đi là hủy hẹn với cô mắc gì tìm người vô tội chút giận chứ muốn chọc tôi à về luyện thêm 10 năm đi một chút dạy dỗ bạo lực khiến mọi người ở đây hoàn toàn ngây ngốc mà thiệu doãn hiểu rõ cô nhất đáy lòng thầm kêu không ổn biết kết cục chính mình sẽ thật thê thảm quả nhiên ngay lúc lâm tư nguyệt kịp phản ứng lại khóc than lớn lên đỗ lan lại nói tiện bại hoại tính tiền đi về Tiếng nói còn quanh quẩn Cô đã khó chịu đi ra ngoài trước Mà thiệu doãn thì sao Một câu cũng không dám nói Lập tức ngoan ngoãn theo sau Để lại một mình Lâm Tư Nguyệt trong nhà hàng Khóc suốt mướt trình diễn tiết mục Bị bạn trai ruồng bỏ Mẹ nó khốn kiếp cặn bã Đã chửi hơn 10 câu Đỗ Lan vẫn không lưu tình chút nào Đuổi giết tiện phôi nọ Quyền cước đấm đá còn thêm động tay động chân một trận Sao tôi phải vì ông chịu một bà tai kia Nghiệp chướng phong lưu là của ông Tại sao tôi lại xui xẻo chứ Tiện vôi cho ông chết Thật sự nuốt không trôi lại tống thêm hai đá Là lỗi của tiểu nhân Nam nhân bà Bà đại nhân đại lượng xuống chân lưu tình Trong nhà trọ nhỏ Chính là đang trình diễn tiết mục bạo lực Mà thiệu toãn một đường bị đuổi giết Trốn đông trốn tây Ngoài miệng lại cầu xin tha thứ Vẫn không tiêu được lửa giận Của cô nữ bạo lực nào đó hơn nữa còn bình thường bất thình lình bị đấm hai quyền bị đá hai cước đau đến hắn kêu oai vái lại hoàn toàn không dám chống cự dù sao cũng là hắn đuối lý lưu tình á lưu cái đầu ông ạ lưu tình sao lưu cái đầu ông ấy sao ông không kêu cô ta lưu tình chỉ lên gương mặt sưng đỏ của mình cơn tức của đỗ lan lên đến đỉnh điểm một cước đá tiện phôi nào đó văng lên sofa Bụng bị đá mạnh, đau đến cơ hồ không đứng dậy được, thiệu doãn giả chết ngồi phịch trên sofa. Nam nhân bà, ngàn sai vạn sai đều là tôi sai, bà làm ơn nể tình hôm nay sinh nhật tôi, tha cho tôi một mạng nhỏ, phụng dưỡng anh cả đi. Nếu ở trên không có cha mẹ 80 tuổi, ít nhất cũng có một anh cả hoạt động bất tiện, có thể đem ra xin thương tình. Nếu hôm nay không phải sinh nhật ông, ông cho là bây giờ ông còn có thể ngồi đây than thở sao? Sớm đá ông đến A Tỳ Địa Ngục ăn tối rồi khinh thường cười lạnh tự ngồi xuống sofa riêng đỗ lan hận lại đá một cái vào bắp chân hắn kêu lên thảm thiết một tiếng hắn nào dám có ý kiến chỉ có thể mặc người sắt mũi tiện bại hoại ông xem bây giờ thì hay rồi ngày mai trang đầu bao lá cải giải trí chắc chắn là vụ này Đỗ Lan biết trước, lo lắng nhất là mặt mình sẽ giống như trên lệnh truy nã, phô bày nhan nhản trên các tạp chí. Đến lúc đó đi trên đường cũng bị chỉ trò, thật đáng xấu hổ. Thiệu Giản nghe vậy cũng chỉ có thể giả ngu nở nụ cười. Dù sao, hắn cũng không thể thần thông quảng đại đến mức quản được tin tức trên các tạp chí. Lại nói hắn có dự cảm, Lâm Tư Nguyệt kia sẽ nhân tin tức này đem phóng đại thành sự kiện ồn ào huyên náo. Mẹ nó, hai má thật sự cay nóng đáng sợ, từng đợt đau đớn tê dại, thực khiến người ta nuốt không trôi. Đỗ Lan che hai má sưng đỏ, trong lòng nguyền rủa một trận. Nhìn bộ dạng chật vật của cô, Thiệu Doãn thật sự áy náy, tự động đến tủ lạnh tìm nước đá, sau đó lấy khăn mặt bao lại, quỳ gối trước mặt giúp cô chườm lạnh. Nhạy chút. nghe răng trợn mắt kêu đau, cô tức giận trừng mắt một cái, mới để hắn làm. Nhìn hai má sưng đỏ như cái bánh bao, thậm chí còn bị móng tay cào mấy đường, thấm ra tơ máu. Không biết tại sao, trong lòng Thiệu Doãn căng thẳng. Hình như có chút nghiêm trọng. Lời nói thận trọng ngay cả hắn cũng không phát hiện. Không nghiêm trọng tôi sẽ đau đến vậy sao Một miệng lời thô tục thiếu chút nữa lại phun ra Tôi đi mua thuốc giúp bà Bố định đứng dậy Đột nhiên nghĩ đến cái gì Lại ngồi xổm xuống trước mặt cô Bà có muốn ăn cái gì Chơi chút vừa rồi không ăn được mấy miếng Mua chút Đói bụng vội vàng nhổm dậy gọi hắn Chỉ có thể nói hai người thật sự rất ăn ý Một bên muốn khom xuống Một bên muốn đứng lên Lập tức gương mặt hai người chạm vào nhau góc độ chuẩn không cần chỉnh, môi mỏng đang hé mở nói chuyện của hai bên vừa vặn chạm vào đối phương. Mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, hai người vì kinh ngạc mà hóa đá tại chỗ. Trong nháy mắt, sấm vang chớp giật, không biết là ai phản ứng trước, hai tiếng hét chói tai cơ hồ là đồng thời vang lên, tiếp theo có người vì kinh hoàng mà đụng vào phía sau, đem bản thân cùng sofa ngã lăn ra đất mà có người sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa bị bàn trà ngáng bật ngửa. "Ông ông, ông ăn đậu hũ của tôi." Chật vật đứng lên, Đỗ Lan kêu to chỉ trích, mặt đỏ muốn đốt lửa được, cũng không biết là vì bị ngã hay là vì ngượng ngùng mà đỏ lên. "Tôi sao?" Vô tội chỉ chính mình, Thiệu Doãn Trung Quy vẫn là cao thủ thưởng hoa, ngoại trừ lúc đầu hơi khiếp sợ bối rối, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, vì chính mình kêu oan. Nam nhân bà đó là ngoài ý muốn Mắt thấy hắn Trấn tĩnh như vậy Đỗ Lan lúc này mới chậm rãi Hít sâu mấy cái Bình ổn lại cảm xúc Đồng thời cũng đem tình huống vừa rồi suy xét một lần Không thể không thừa nhận là hắn đúng Tiện bại hoại Ông nói đúng đó là ngoài ý muốn Gật đầu đồng ý giả bộ trấn định Chúng ta coi như không có chuyện vừa rồi Ông đi mua đồ tôi đi đánh răng Trực tiếp đi tới phòng tắm Đánh răng sao Nam nhân bà đánh răng làm gì còn chưa lên giường ngủ hơn nữa một chút còn đòi ăn làm vậy không phải thừa sao nghi ngờ nheo mắt lại thiệu doãn nhanh tay tới túm cổ cô cực kỳ nguy hiểm cười hỏi cảm phiền giải thích một chút bà bây giờ đánh răng là có ý gì tốt nhất là không phải như hắn nghĩ đỗ lan trong đầu tràn ngập vấn đề vệ sinh không cảm thấy được nguy hiểm đang vây quanh dãi dụa muốn hắn buông tay còn không biết sống chết ồn ào kêu to ông quan hệ tình dục phức tạp như vậy ai biết có nhiễm phải bệnh gì không tôi đương nhiên là muốn đánh răng súc miệng rồi cũng may chỉ là chạm môi chưa đụng tới nước miếng của ông bằng không tôi ngày mai phải đi kiểm tra sức khỏe toàn thân có thể nhịn được sao ai mà nhịn được chứ nam nhân bà quả thực là miệng thối không phun được lời hay thiệu doãn cảm thấy bị vũ nhục nghiêm trọng y muốn trả thù nổi lên đột nhiên ôm lấy mặt cô cúi đầu chính là một cái hôn kịch liệt nóng bỏng hắn đang làm cái gì vậy Đỗ Lan kinh ngạc trừng lớn mắt Trong đầu hoàn toàn trống rỗng Ngây ngốc mặc hắn trong miệng mình bôn tẩu khắp nơi Làm càn chiếm đoạt Bốn muốn trả thù cho nàng chạm đến nước miếng của mình Ai ngờ vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át Thiệu Doãn lại trầm mê thật sâu Trong mềm mại ngọt ngào của cô Cuối cùng không thể dứt ra Không biết qua bao lâu Để không trở thành người đầu tiên Vì hôn môi mà ngạt thở Thiệu Doãn thở hồng hộc buông cô ra trong ánh mắt che giấu nhiệt tình, ngoài miệng ác ý hiện lên nụ cười châm chọc. Nam nhân bà, bạn bè có phúc cùng hưởng, cho dù tôi quan hệ tình dục phức tạp, thân nhiễm bệnh gì, tôi cũng sẽ không quên chia sẻ cho bà. Cười tà hoàn toàn không đề cập tới việc hắn vừa nhận báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm. Trên báo cáo nói hắn thân thể khỏe mạnh, cường tráng như trâu bò. Quan trọng nhất là không có bệnh gì lây qua đường tình dục. Đang mê man trong sương mù, lời nói trêu chọc mang ý cười kia, từng chữ xâm nhập vào trong đầu, đang vì chịu kinh hách quá độ mà đơ đơ của cô dần dần ý thức trở lại. Tên khốn này, ngay cả bạn tốt nhiều năm, ông cũng xuống tay được. Đỗ Lan đảo mặt, hổn hển lại triển khai đuổi giết. Lần này cô cực kỳ xác định không phải ngoài ý muốn, hắn là cố ý. Mà thiệu doãn chiếm tiện nghi của người ta lại cười không ngừng, bay nhanh lắc mình, tông cửa xông ra. Trường mắt nhìn cửa đóng, Đỗ Lan tức giận không có chỗ phát tiết, không cam tâm tình nguyện bị án vô cớ sỗ sàng. Nhưng mà làm cô kinh hãi nhất là tim trong ngực lại đập điên cuồng, gần như sắp nhảy lên tới yết hầu. Mẹ nó, lần này không chừng mình phải đánh răng 10 lần mới tiêu độc. Bỏ qua cảm xúc kinh hoàng thất thố, cô cậy mạnh mắng, oán hận đi vào phòng tắm. Ngoài cửa, Thiệu Doãn tựa vào vách tường, hô hấp dồn dập, đang cố gắng điều chỉnh tim đập gia tốc cùng dục vọng đang sung động của mình. Lời vừa rồi là vì trai giấu xấu hổ mà nói, trên thực tế, hắn cũng vì chính mình say mê trầm luân trong nụ hôn của cô mà kinh hãi không ngừng. Vốn tưởng rằng miệng chuyên nói lời độc ác của nam nhân bà kia không được tốt lắm, không ngờ sau khi hưởng qua một lần mới phát hiện lại là mềm mại ngọt ngào như vậy, tư vị so với mấy cô khác còn tốt hơn. Không ổn, hắn bây giờ rất muốn lại một lần nữa đem cô áp lên giường. Nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân bà khác với những cô gái kia, hắn không muốn tùy tiện cùng cô yêu đương ngắn ngủi một hồi, sau đó chơi chán nói bye bye, cuối cùng không thể làm bạn được nữa. Mười mấy năm nay hắn hiểu rõ, nam nhân bà có thể thật lâu không tìm hắn, không liên lạc với hắn, nhưng hắn không thể nào không tìm cô, không cùng cô đấu võ mồm tâm sự. Nếu như mối quan hệ này bị phá hư, không thể qua lại nữa, hắn có thể xác định từ đó về sau hắn nhớ tới cô tuyệt đối nhiều hơn cô nhớ hắn gấp mấy lần mà hắn chắc chắn sẽ rất thống khổ không thể ra tay tuyệt đối không thể ra tay hắn xuất hiện dục vọng tuyệt đối là do tinh lực hai ba ngày nay không tìm phụ nữ phát tiết vừa rồi vì hôn nam nhân bà mà bị dẫn ra bình thường cái loại dáng người cứng nhắc như nam nhân bà tuyệt đối không hấp dẫn hắn được cố gắng thuyết phục chính mình sẽ không sinh dục vọng đối với bạn tốt Thiệu Doãn vô lực cục đầu xuống, bước chân chuẩn bị đi mua thuốc bôi cùng đồ ăn. Nhưng mà suy nghĩ trong lòng cũng là nên tránh mặt nam nhân bà vài ngày miễn cho chính mình ngày nào đó lại không bình thường thú tính dâng trào xuống tay với nam nhân bà đến lúc đó hậu quả. Cười khổ lắc đầu, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ Đêm đó, sau khi Tiệu Doãn vội vàng mua thuốc bôi cùng đồ ăn về cho Đỗ Lan, lại vội vàng rời đi, đã qua 10 ngày, hắn không tới tìm cô, cũng không điện thoại liên lạc. Nhưng mà Đỗ Lan vẫn không thèm để ý, sớm đã quen tình trạng hắn 10 ngày nửa tháng im hơi lặng tiếng. Dù sao trước kia, bạn họ cũng là kiểu này, nếu bận việc 1 2 tháng không liên lạc cũng là chuyện thường. Lúc này, hắn 10 ngày bặt vô âm tín, cô hoàn toàn không thấy kỳ quái, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ là vì hai người hôn môi đêm đó. Dù sao, cô vẫn nghĩ hắn là trả thù lý do đánh răng của cô mà cố ý hôn cô, ý đồ thông qua nước miếng truyền bệnh cho cô. Đương nhiên, cũng không thể nói cô không có cảm giác gì với cái hôn đó. Suy cho cùng vẫn là con gái, có ai bị cường hôn mà cũng không để ý chứ. Nhưng nếu người cường hôn là bạn mười mấy năm, bản thân đối với thói hư tật xấu của hắn còn rảnh hơn hắn hiểu chính mình, liền có vẻ có thể bỏ qua không để ý. Lại nói trốn trong nhà trọ làm sâu gạo Cuộc sống quả thật nhàm chán Nhưng cũng may mấy ngày nay trừ bỏ ăn ngủ Cũng không có ít chuyện cười đến giải trí cho cô Khiến cô cũng không tới nỗi buồn chán lắm Xem kìa vừa mới nhắc Hắn không có lương tâm Chơi xong liền vỗ mông chạy trốn Hoàn toàn không để ý đến tình cảm sâu đậm của tôi Trên TV Tiết mục em gái khóc lóc than thở Mỗi ngày lên sân khấu Hôm nay ở đài này khóc than bị đàn ông vứt bỏ Chạy theo niềm vui mới Ngày mai ở đài kia chỉ trích đàn ông hoa tâm đáng chết vạn lần, ra sức kêu gào tìm sự đồng cảm của xã hội. Cô ta cơ hồ mỗi ngày đều trả lời phỏng vấn, nhờ vậy tên tuổi cũng nổi lên không ít. Nếu không phải mấy ngày nay còn có tin tức cảnh sát bắt được tội phạm giết người nguy hiểm thu hút hơn phân nửa giới truyền thông, chỉ sợ sau này đối với nạn nhập cư trái phép, cảnh sát muốn nhận biết người Đài Loan sẽ trực tiếp dựa vào có biết Lâm Tư Nguyệt hay không mà quyết định. A Di Đà Phật, cảm tạ thượng đế. Đỗ Lan nhịn không được vẽ chữ thập trước ngực, cảm kích vô cùng vì sự ca đan ôm sùm này không dính cô vào. Cũng may lúc ấy không có paparazzi nào chụp được, khiến cho niềm vui mới là khi cô xuất hiện trên báo chí, vĩnh viễn chỉ là một cái bóng màu đen. Lại cảm ơn trời xanh đã đối xử với cô không tệ. Từ ngày đó hắn vẫn trốn tôi, gọi điện thoại tìm hắn cũng đều bị thư ký ngăn lại. Tiếng khóc ngạn ngào từ trong tivi truyền ra, nhìn cô gái xinh đẹp nhu nhược làm người ta muốn ôm vào lòng trên màn ảnh. Đỗ Lan không thể không giơ ngón tay cái lên bội phục. Tuyệt, không hổ là diễn viên, hôm đó ở nhà ăn, sao không thấy cô ta yếu đuối như vậy? Chỉ bằng diễn xuất này có thể giành được mấy giải ở những liên hoan phim quốc tế. Mang tâm tình xem hài kịch, Đỗ Lan vừa nhìn vừa cười, Phát hiện mỗi khi phóng viên đưa ra một vấn đề, Lâm Tư Nguyệt đầu tiên sẽ khóc trước hai lần, để camera quay được nước mắt trong suốt của cô ta rớt xuống rồi mới có thể trả lời. Tuyến lệ của cô Hà này thông với hệ thống cấp nước hay sao mà có thể chảy nhiều như vậy? Lắc đầu tán thưởng vì tuyến lệ của cô không phát triển lắm, cho nên đặc biệt kính nể những người có thể tự do khống chế nước mắt, đặc biệt là người chỉ cần 10 giây là khóc. Được, cô xem như thiên thần Nhưng Lâm Tư Nguyệt này công lực còn cao hơn 3 giây đã có thể nước mắt như mưa Đang vui vẻ xem tiết mục thảo luận gian tình của hai người Ảnh chụp của Thiệu Doãn Cương lại bị lôi ra Để mấy thầy coi tướng xem xét Bình luận trên tướng mạo của hắn Chỗ nào là hoa tâm, phụ lòng Chỗ nào là phong lưu nhiều tiền Bỗng, điện thoại đột nhiên vang lên Alo Giọng nói mang ý cười biểu hiện tâm tình cô đang rất tốt Là Triệu Tổng à Đúng vậy, bây giờ tâm tình không tệ Anh nghe ra được sao Nhàm chán tìm tôi xem phim à Được Xem đi tìm Nemo được không Phim này tôi muốn xem lâu rồi Không chừng còn có thể thấy kỹ thuật gì mới Được gặp tại chỗ hẹn Bye bye khoái trá ngắt điện thoại Cô chuẩn bị đi giải trí Anh cả em bị bệnh Trụ sở công ty Đông Hảo Trong văn phòng tổng tài Thiệu Doãn ngồi trên sofa đại khách ôm mặt kêu lên Chỗ nào không thoải mái vậy thản nhiên liếc hắn thiệu thiên nhìn không ra hắn có bệnh gì liền mặc kệ tập trung trở vào công việc thật sự là gần đây đã xảy ra không ít chuyện hơn nữa mấy ngày trước mới phát sinh bạn gái lão tam doãn nhân thiếu chút nữa bị hại tuy rằng cuối cùng bình yên vô sự mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp nhưng vẫn khiến hắn mệt nhọc không ít thật vất vả mới yên ổn lại hắn cũng không có tâm tư đi lo cho tên không ốm ở trên này anh cả em hoài nghi tính hướng của em thay đổi thực sự không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày nay hắn không thèm đi tìm Đỗ Lan, không thèm nghĩ tới cái hôn kia nữa, nhưng hắn lại mộng xuân. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào, nếu trong mộng là người khác cũng được, nhưng cố tình lại là nam nhân bà Đỗ Lan kia, thật sự khiến hắn không thể không hoài nghi chính mình bị đồng tính. Chuyện lạ, ở vườn hoa chơi đùa nhiều năm như vậy, bây giờ mới phát hiện mình yêu đàn ông sao? Nhịn không được muốn bật cười. Thiệu Thiên hứng thú cùng hắn tranh luận. Lấy những tin tức thiếu đến đáng thương của anh mà phân tích Em cùng bạn gái cũ chia tay không tới nửa tháng Anh hoài nghi trong khoảng thời gian ngắn như vậy Tình hướng của em có thể thay đổi lớn thế sao Cười yếu ớt Trong lời nói chứa trêu chọc danh mãnh Miễn bàn đến cô ta Lớn tiếng xen gì Thiệu Doãn hoàn toàn không muốn nói tới cô Lâm Tư Nguyệt này Đi đêm có ngày gặp ma Lúc này chắc là đụng phải cột điện rồi Hắn đã cảnh cáo đừng chơi như vậy, lần này số căng đan beng như vậy cũng không phải không tốt, ít nhất còn có tác dụng cảnh báo. Nhún vai, đối với tin tức Lâm Tư Nguyệt khuấy động, hắn đã sớm mặc kệ tùy cô ta. Dù sao, loại chuyện xấu nhảm nhí này vài ngày sẽ hạ nhiệt, bị một tin tức khác hấp dẫn hơn thay thế. Nếu không, chỉ cần hắn vận dụng quan hệ một chút, phần lớn ông chủ các báo chí sẽ cho hắn mặt mũi. Đến lúc đó, cho dù cô ta muốn quậy, cũng không ai đi phỏng vấn. Vì sao nói tình hướng của em thay đổi vậy? Trở lại đề tài ban đầu Thiệu Thiên tò mò hỏi Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng Thiệu Doãn ngãi gãi đầu Xấu hổ cười không ngừng Anh cả làm sao bây giờ Em phát hiện hình như em có hứng thú với nam nhân bà Đỗ Lan sao? Nghe vậy Thiệu Thiên khẽ những đuôi mày Cười đến tràn ngập hứng thú Vậy tốt lắm Lấy cả tính tuyệt không thất thủ của em Có hứng thú thì theo đuổi đi trong giọng nói có suối rụp khả nghi, nhưng mà... Vẻ mặt ưu sầu giống như có gì khó xử. Sao vậy? Có gì ban khoăn sao? Bình thường tuyệt không nương tay với phụ nữ, sao giờ lại trần chờ? Thiệu Thiên vừa thấy thú vị vừa buồn cười. Dường như phát hiện ý cười của anh cả, Thiệu Doãn trừng mắt cảnh cáo một cái, quyết định ngậm chặt miệng, cái gì cũng không nói, miễn cho bị chê cười. Nên là việc, anh cả, anh đừng nhàn hạ. Bỏ lại mấy câu, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy trốn. Nhìn hắn giống như sợ bị nhìn thấu mà chạy đi, Thiệu Thiên nhẹ nở nụ cười. Tới đây là kết thúc phần 1 của câu chuyện rồi. Nếu các bạn muốn nghe...